trong lãnh đốt nhân quyền để thắp sáng quê nhà. Mong lãnh đốt nhân quyền để thắp sáng quê nhà. Hội tam môn hồng cao ngày áo trắng nhân quyền, ngày áo trắng xuống đường để chấm dứt đau thương. Hội tam môn hồng cao ngày ấy trắng vai hòa, ngày tranh đấu ôn hòa nền dân chủ đơm hoa. Ngày tranh đấu ôn hòa nền dân chủ đơm hoa. Hãy đứng cùng bên nhau, hãy cùng hát áo trắng dưới ánh nắng tràn hòa cùng xuống phố hôm nay. Hãy đất nhân dân đi, hãy bên ngàn cùng chi, hãy nói với mọi người là dân chủ tự do. Hãy hướng về quê hương, tiếng trời nghe thành đâu, thắng áp bức tạo quyền cùng tiến bước quyền làng. Không chung chân xa ai, vẫn nước lên nơi rồi đánh đời vô tình qua. Ngày trên đó ôn hòa, ngày ấm tự do, ngày thơ đó ra cho. Lạc Việt xin kính chào quý bậc trưởng thượng và quý thân hữu trên diễn đàn phong trào liên kết dân chủ và trên các diễn đàn Pow Talk, đài radio và các website. Diễn đàn nhận trợ khối 8406 và phong trào dân chủ Việt Nam, tranh đấu cho nền dân chủ pháp trị, tôn trọng nhân quyền và sự toàn vẹn. Hôm nay Chủ nhật 22 tháng 6 năm 2014. Diễn đàn nhóm trợ khối 8406 và phong trào dân chủ Việt Nam hợp tác sinh hoạt với diễn đàn phong trào liên kết sinh hoạt hội luận tuần lễ thứ 313. Hân hạnh được đón tiếp linh mục Phêrô Phan Văn Lợi, vị đại diện cho ban điều hành khối 8406, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Canh, ủy ban bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ, quý đài phát thanh, quý website và quý bậc trưởng thượng cùng quý thân hữu trên các diễn đàn. Đề tài hôm nay: nguyên do nào Trung Cộng đặt giàn khoan HD981 vào thềm lục địa Việt Nam, do giáo sư Nguyễn Văn Canh trình bày và đặc trách hội luận. Buổi hội luận hôm nay được sự bảo trợ tinh thần của Ủy ban bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ và Hội đồng liên kết đấu tranh dân chủ nhân quyền cho Việt Nam. Để mở đầu chương trình, mời quý thân hữu cùng giơ tay lên trong nghi thức khai mạc. Lễ chào cờ Việt Nam tự do bắt đầu. Để tưởng nhớ đến quốc tổ Hùng Vương, các vị anh hùng liệt nữ và các vị nhân sĩ đã đóng góp trí tuệ, sức lực, xương máu để bồi đắp nên dải giang sơn gấm vóc là nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam và nền văn hóa Việt Nam. Đặc biệt để tưởng nhớ công đức hai Bà Trưng Bà Triệu đánh đuổi quân Đông Hán, Lô Quyền đánh đuổi quân Nam Hán, Lê Hoàn, Lý Thường Kiệt phá Tống Bình Chiêm,
đời nhà Trần ba lần đánh đuổi giặc Nguyên, vua Lê Lợi Nguyễn Trãi đánh đuổi giặc Minh, vua Quang Trung diệt quân Thanh. Để tưởng nhớ 74 chiến sĩ Hải quân Quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã tử trận trong trận Hải chiến Hoàng Sa năm 1974 chống Trung Cộng xâm lược. Chúng ta cầu nguyện cho các chiến sĩ dân chủ nhân quyền, dân oan khiếu kiện, dân oan tôn giáo, các bạn trẻ sinh viên yêu nước đang bị bạo quyền Việt Cộng trù dập hoặc đang chịu đày ải trong các trại tù. Hôm nay đặc biệt chúng ta cầu nguyện cho vấn đề Biển Đông, khi Trung Cộng công bố tiếp tục trong giai đoạn tới thêm 4 giàn khoan nữa vào Biển Đông và vào thềm lục địa Việt Nam. Rõ ràng Trung Cộng đã vận dụng những văn kiện bán nước của bè lũ phản quốc, đó là Đảng Cộng sản Việt Cộng, để từ hai quần đảo Hoàng Sa Trường Sa, chúng vẽ nên bản đồ lưỡi bò và cho Biển Đông là nội hải của Trung Cộng. Giờ thì đã tỏ tường rồi, quốc dân mọi tầng lớp đã hiểu và biết Đảng Cộng sản từ Hồ Chí Minh, Phạm Văn Đồng đến các bí thư và các bộ chính trị sau này chỉ là một lũ phản quốc bán nước cầu vinh. Chúng ta cầu nguyện cho toàn dân quy tụ ý chí để vùng lên làm cuộc cách mạng thay đổi chính thể, giải quyết tận gốc trước khi và trong khi tiến hành việc bảo vệ nền độc lập và sự toàn vẹn lãnh thổ. Phút cầu nguyện và mặc niệm bắt đầu. Lần nữa xin được thay mặt cho diễn đàn yểm trợ khối 8406 và phong trào dân chủ Việt Nam cũng như phong trào liên kết dân chủ và quý đài phát thanh, quý website đang là link vào chương trình hội luận hôm nay, và cũng xin cảm ơn tất cả quý vị đã giơ tay lên trong khi nghi thức khai mạc. Và bây giờ thì xin mời quý thân hữu chúng ta tạm thời bỏ tay xuống. Kính thưa quý bậc trưởng thượng và quý thân hữu trên các diễn đàn podcast, trên các đài phát thanh và trên các website, hôm nay lại một lần nữa chúng ta có cái may mắn và cơ hội gặp giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Canh, là một người có rất nhiều thẩm quyền về sự hiểu biết về vấn đề Biển Đông, về vấn đề Hoàng Sa Trường Sa, và chính ông cũng đã viết một cuốn sách để nói về vấn đề lịch sử, pháp lý về những quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và Biển Đông. Và chính giáo sư Nguyễn Văn Canh cũng là người xây dựng và đặc trách Ủy ban bảo vệ sự vẹn toàn lãnh thổ. Mà hôm nay trong tư cách đó, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Canh đến với chúng ta để trình bày thêm là tại sao hiện nay cái tiến trình HD981 nó bắt đầu tại thềm lục địa Việt Nam và cũng là những cái vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam ngang nhiên đặt giàn khoan vào đó, và vài hôm nay còn tuyên bố mang thêm 4 giàn khoan nữa vào thềm lục địa Việt Nam và vào Biển Đông. Như trong lời cầu nguyện Lạc Việt đã nói rõ,
chúng vin vào tất cả những cái hành vi bán nước của Đảng Cộng sản từ trước đến nay. Chúng nó đặt vòng kim cô lên đầu tất cả những bộ chính trị, ủy viên của Bộ Chính trị, đặt cả vòng kim cô lên đầu của Hồ Chí Minh, của Phạm Văn Đồng và của bao nhiêu người khác trong lãnh đạo của Đảng Việt Cộng. Để bây giờ đất nước, dân tộc chúng ta lầm than trong cái cảnh mất độc lập. Và sau đó cái gì sẽ xảy ra? Đó là chúng ta mất nước và đi vào vòng tăm tối, trở lại hàng ngàn năm Bắc thuộc. Hôm nay hân hạnh được tiếp đón giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Canh. Chúng ta cũng không quên một người trong quốc nội luôn luôn kiên trì theo đuổi công cuộc đấu tranh ở tại quốc nội, Linh Mục Phêrô Phan Văn Lợi, vì đại diện cho khối 8406 sẽ đến với chúng ta, chia sẻ với chúng ta những cái đấu tranh ở trong quốc nội. Quốc nội và hải ngoại chúng ta cùng hợp tác trong tiến trình dân chủ hóa đất nước, dẹp bỏ chế độ Việt Cộng và giành lại độc lập từ tay Trung Cộng. Chúng ta hãy lắng nghe lời mở đầu của Ngài, cũng là lời chào đón tất cả chúng ta, và đặc biệt chào đón giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Canh. Không biết là giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Canh có trên được iPhone của anh Nguyễn Nam Phong không ạ? Nếu mà anh Nguyễn Nam Phong đang là có đã gọi tiến sĩ Nguyễn Văn Canh rồi thì xin cho số 1 ạ. Vâng, xin cảm ơn. Vâng, một lần nữa xin được kính mời Linh Mục Phêrô Phan Văn Lợi có đôi lời mở đầu cho buổi hội luận hôm nay với giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Canh. Hello, Hồ Nhiêm. Dạ. À rồi. Kính thưa toàn thể quý vị và quý bạn, kính thưa quý anh điều hành cả diễn đàn và nhất là giáo sư Nguyễn Văn Canh hôm nay lại đến với tất cả diễn đàn. Xin cảm ơn cô Hồ Nhiêm đã là làm nhịp cầu nối máy. Kính thưa quý vị, là chúng ta ở trong cũng như ngoài nước đang sống trong một tâm trạng khắc khoải, bởi vì cái sự xâm lược của tàu cộng càng ngày càng ngang nhiên và hung hăng. Cái việc mà nó tiếp tục đưa các giàn khoan vào cái vùng biển Đông và rồi sẽ tới gần cái, hoặc là đi vào trong cái lãnh hải của Việt Nam là một sự thách thức. Bất chấp cái sự lớn tiếng của đồng bào, cái sự phản đối của thế giới nữa, cũng như là có một vài cái tiếng nói gọi là xem ra là mạnh mẽ của cái lãnh đạo cộng sản, nhưng mà Trung Cộng vẫn coi thường, bởi vì Trung Cộng biết rằng á, đằng sau nó là cái tên Việt Cộng đang bí mật, đang âm thầm mở đường cho nó vào. Một cái dấu hiệu hay là vài cái dấu hiệu mà chúng ta thấy gần đây, đó là cái sự im lặng của quốc hội, tại gọi là quốc hội cộng sản. Cách đây vài hôm là có một cái ông dân biểu trong một cái buổi họp tại quốc hội đã gọi là chiếm diễn đàn để khẩn thiết là kêu mời tất cả mọi đại biểu phải lên tiếng vì nhân dân đang mong chờ. Nhưng mà rồi sau khi ông nói xong thì chẳng có ai là hưởng ứng lời của ông cả, và tiếp tục bàn về một vấn đề rất lạng nhất, đó là căn cước công dân. Nghĩa là hoàn toàn là vô cảm đối với cái vấn đề trọng đại của đất nước. Hình như là cả đảng cha nuôi này đang chờ đợi cái sự lần của chủ của mình, tức là Đảng Cộng sản. Cái biến cố thứ hai đó là tòa tổng giám mục giáo phận Sài Gòn, hay là nói cho đúng hơn là hội đồng giám mục Việt Nam, quyết là trình bày triển lãm về cái gọi là tư liệu chủ quyền biển đảo của Việt Nam về Biển Đông, và đã có thông báo chính thức để mời mọi người đến dự. Nhưng mà chỉ một ngày trước khi khai mạc, tức là ngày 18
thì có lệnh của Ủy ban Nhân dân, đúng ra là Ban Tôn giáo của thành phố Sài Gòn, đã ra lệnh là không được mở cái cuộc triển lãm này. Đó quả thật là một cái sự thách thức ngang ngược, trắng trợn vào cái lòng yêu nước của người Công giáo nói chung, của người Công giáo nói riêng và của dân Việt Nam là nói chung. Người ta biết rằng là tên bí thư thành ủy Sài Gòn là Lê Thanh Hải là một người đang làm ăn với là Tàu Cộng, và người ta biết rằng là tại Ủy ban Nhân dân cũng như là tỉnh ủy Sài Gòn là hoàn toàn là không muốn chống lại Tàu Cộng, là vì có những cái quyền lợi và nhất là chúng đã mù quáng. Nói theo cái lãnh đạo của chúng để làm nô lệ. Rồi hôm 19, khi mà Dương Khiết Kỳ đi qua Việt Nam để mà gặp các lãnh đạo Cộng sản đó, thì đã có một nhóm công dân yêu nước đã biểu tình. Nhưng mà chỉ 5 phút sau thôi, thì bọn chúng, bọn công an, đồ gấu, côn đồ đã đến dẹp ngay lập tức. Những người biểu tình đã trúng khẩu hiệu là Dương Khiết Kỳ hãy cút đi, hãy cút về nước với Giang Khoan. Trong khi đó thì Dương Khiết Kỳ lại nói rằng là Đảng Cộng sản là được con hoang đàng phải trở về. Một cái lỗi dùng chữ hết là ngạo mạn, và đồng thời cũng hé lộ một cái điều quan trọng, đó là cái Đảng Cộng sản Việt Nam được ví như cái đứa con, đối với Trung Cộng như là một đứa con hoang đàng, thì đứa con hư đó bây giờ phải trở về với gọi là với mẫu quốc Trung Hoa. Đó là những cái lời thách thức với tất cả chúng ta. Thưa quý vị, tất cả những cái điều đó là cho chúng ta thấy rằng đất nước của chúng ta, cái số phận đất nước giống như là chị mình treo thương vậy. Chúng ta đang đứng trong cái thời điểm rất là khủng hoảng, cùng cấn, một cái thời điểm hết sức là nguy hiểm. Và khi nhìn vào những gì mà nhân dân Tây Tạng đang gặp, nhân dân Duy Ngô Nhĩ đang gặp, thì chúng ta mường tượng ra một cái tương lai gần đây không khác chi của dân tộc Việt Nam chúng ta, nếu mà chúng ta không dập sập được cái chế độ cộng sản bán nước hại dân này. Hôm nay chúng ta hân hạnh được đón tiếp giáo sư Nguyễn Văn Canh, là một chuyên gia về vấn đề Biển Đông, người đã thành lập cái nhóm nghiên cứu về Biển Đông và đã có những cái tác phẩm cũng như là có nhiều lần lên tiếng. Vì được rằng ở tại Việt Nam này là Cộng sản cũng đã có một chương trình làm cái hồ sơ về Biển Đông đã hơn 20 năm rồi, nhưng mà cho tới bây giờ vẫn chưa xong, đã tốn cả mấy ngàn tỷ, xin nói là mấy ngàn tỷ mà chỗ tới bây giờ vẫn không xong, vẫn không có những cái dữ liệu thế cho nó đường hoàng, cho nó cập nhật. Cho nên có người đã nói rằng cái bọn này nó phí tiền của nhân dân, nó chỉ cần lấy sách của giáo sư Nguyễn Văn Canh đọc, những tài liệu của giáo sư Nguyễn Văn Canh và nhóm thân hữu làm ra thì đủ rồi, không cần chi mà phải phí tiêu phí tiền của nhân dân mà chẳng được cái gì cả. Mà khi mà chưa có một bộ hồ sơ đầy đủ về Biển Đông, dữ liệu về Biển Đông, thì làm gì mà kiện, làm gì mà kiện Tàu Cộng nước. Chúng ta cũng thấy cách đây mấy hôm là có một số nhân sĩ ở trong lẫn ngoài nước yêu cầu nhà cầm quyền là phải kiện Trung Quốc ngay lập tức, nhưng mà chắc chắn những lời đó cũng sẽ rơi vào vô vọng, cũng sẽ bị viện tâm dụng vứt vào sọc rắc. Mặc dù y là cái người mà là lên tiếng mạnh mẽ là phải kiện kiện này, thì cái này kiện thì nào luôn luôn dù dù là kiên quyết, nhưng mà không bao giờ làm cái gì cả. Hôm nay chúng ta lại được đón tiếp giáo sư Canh. Xin cảm ơn giáo sư đã đem tất cả cái kiến thức uyên bác của mình, cũng như là cái tinh thần đấu tranh mạnh mẽ để truyền thụ cho tất cả mọi người trong diễn đàn. Và mong rằng là giáo sư sẽ có được sống lâu dài, sức khỏe và ngày càng có những cái đóng góp lớn lao để giúp cho dân tộc hiểu biết những cái quyền lợi, những cái chủ quyền của mình, và nhất là từ đó thúc đẩy tất cả mọi người phải giành lại cái chủ quyền bằng cách là giành lại cái nhân quyền. Xin hết lòng cảm ơn giáo sư và xin mời tất cả mọi người chúng ta cùng tham gia. Xin cảm ơn tất cả mọi quý vị đã lắng nghe.
Lạc Việt xin thay mặt cho Diễn đàn Yểm Trợ Khối 8406 và Phong trào Dân chủ Việt Nam, cũng như Diễn đàn Phong trào Liên kết Dân chủ, quý diễn đàn bạn, quý đài phát thanh và quý website, xin chân thành cảm ơn những lời mở đầu của Linh mục Phêrô Phan Văn Lợi. Tình hình trong nước là như thế, chúng ta người hải ngoại làm gì? Kính thưa quý bậc trưởng thượng và quý thân hữu, trước khi Lạc Việt đọc bản tuyên cáo của Ủy ban Bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ, đó chính là cái nội dung của buổi sinh hoạt hôm nay, Lạc Việt xin được kính mời giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Canh có đôi lời chia sẻ với diễn đàn trước, và sau đó Lạc Việt sẽ đọc cái bản tuyên cáo. Xin được kính mời giáo sư Nguyễn Văn Canh. Linh mục Phan Văn Lợi, thưa quý anh Lạc Việt và Nam Phong, thưa tất cả quý anh chị trên diễn đàn, cho phép tôi xin gửi lời cảm ơn Linh mục Phan Văn Lợi đã có những lời giới thiệu phúc tích và ân cần đối với tôi. Và nhân dịp này thì tôi cũng xin tuyên bố là cái tình trạng của chúng ta ở Việt Nam nói chung và ở ngoài Biển Đông nói riêng hết sức là trầm trọng, cũng như là trong những các bài trước, lần trước ở các diễn đàn khác, cũng như các bài tôi phổ biến đầy đủ chi tiết. Thì ngày hôm nay thì chúng ta chỉ giới hạn vấn đề về cái giàn khoan HD981, và cái đó nó có liên hệ gì tới cái việc mà Trung Cộng nó xâm chiếm toàn thể Biển Đông của chúng ta, và từ đó nó đi đến đâu. Thì cái nội dung của cái bản tuyên cáo nó hơi dài một chút, và tôi đã trình bày một cách rất đầy đủ. Và trước hết anh Lạc Việt đọc dùm bản tuyên cáo đó, rồi sau đó thì có ai hỏi chi tiết gì thì tôi sẽ trình bày thêm. Xin mời anh Lạc Việt. Dạ, xin cảm ơn giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Canh. Và Lạc Việt xin đọc cái bản tuyên cáo mà anh vừa mới giới thiệu, và sau đó thông qua cái bản tuyên cáo này, nếu có những cái sự kiện gì, nếu có những điều gì quý vị còn chưa hiểu rõ thì có thể đặt câu hỏi. Ủy ban Bảo vệ sự vẹn toàn lãnh thổ tuyên cáo ngày 22 tháng 6 năm 2014 về âm mưu của Trung Cộng xác nhận chủ quyền trên toàn Biển Đông qua giàn khoan HD981. Ngày 1 tháng 5 năm 2014 vừa qua, Trung Cộng đưa giàn khoan HD981 đến hoạt động tại cửa bể Quảng Ngãi. Đây là giàn khoan khổng lồ lớn nhất thế giới, di động nửa chìm, dài 114m, rộng 90m, cao 136m, và chia thành 5 tầng, và được quảng cáo là có đủ trang bị để khoan dầu ở dưới độ sâu tối đa 3.000m. HD981 được loan báo là hoạt động cho tới ngày 15 tháng 8. Để bảo vệ giàn khoan, lúc đầu chúng gửi một hạm đội gồm 80 tàu, trong số này có 7 tàu chiến hải quân, 33 tàu hải giám và ngư chính, còn lại là 40 tàu đánh cá với chiến hạm võ trang hỏa tiễn số 534 và tàu tấn công nhanh số 753 hộ vệ và tàu vét mìn. Có máy bay quân sự liên tục hoạt động quanh giàn khoan. Hiện nay con số tàu của hạm đội Trung Cộng hoạt động chung quanh giàn khoan HD981 là 120 chiếc. Trung Cộng ra lệnh cấm tàu cảnh sát biển Việt Nam, ngư thuyền Việt lại gần vành đai bảo vệ HD981 với bán kính là 3 hải lý. Bộ trưởng Quốc phòng Việt Cộng Phùng Quang Thanh liền ra lệnh cho tàu cảnh sát Việt Nam rút ra xa, tránh đụng độ để cho HD981 hoạt động. Tuy nhiên, tàu Trung Cộng dùng vòi rồng phun nước vào tàu cảnh sát biển của Việt Cộng dù ở vị trí cách xa 7, có khi tới 10 hải lý. Trong mấy ngày đầu, tàu Trung Cộng đâm thẳng vào làm hư hại 8 tàu kiểm ngư Việt Cộng. Đó là không kể đến nhiều vụ đánh chìm ngư thuyền Việt. Sáng ngày 5 tháng 5 năm 2014, một tàu cảnh sát biển của Việt Cộng chạy tới gần giàn khoan
đã bị Hải quân Trung Cộng bắn một loạt đạn vào, hạ sát 4 lính cảnh sát Việt Cộng và 2 người bị thương, một chiếc tàu của Việt Cộng bị đánh chìm. Rõ rệt đây là hành vi xâm lăng trắng trợn lãnh thổ Việt Nam bằng võ lực. Biện minh cho hành vi xâm phạm lãnh thổ trắng trợn và hung hãn này, Trung Cộng tuyên bố rằng HD-981 hoạt động trong lãnh hải của chúng và chủ quyền của chúng trên đó không thể tranh cãi. Để có thể hiểu biết tại sao có sự kiện trên xảy ra tới mức đó, tôi cần nhắc lại một thỏa thuận về giải pháp cho Biển Đông mà hai đảng và hai nhà nước đã chấp thuận vào ngày tháng 6 năm 2011. Nhân dịp này, giàn khoan HD-981 được đưa vào hoạt động tại một khu vực không có dầu để làm gì? Và quốc dân Việt đòi hỏi gì ở Việt Cộng liên quan đến vấn đề này? Thứ nhất, thỏa thuận của hai đảng và hai nhà nước về giải pháp cho Biển Đông. Hội nghị ngày 25 tháng 6 năm 2011 tại Bắc Kinh giữa Hồ Xuân Sơn, Thứ trưởng Ngoại giao Việt Cộng và Ủy viên Quốc vụ Viện Đới Bình Quốc cùng với Thứ trưởng Ngoại giao Trương Chí Quân đạt được một thỏa thuận về giải pháp cho vấn đề Biển Đông. Thỏa thuận này có được là kết quả của sự dàn xếp trước đó giữa hai lãnh đạo hai đảng tại Hà Nội. Từ 12 đến 18 tháng 4 năm 2011, tức Quách Bá Hùng, tướng Quách Bá Hùng, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương, kiêm Ủy viên Chính trị Bộ Trung Cộng sang Hà Nội gặp Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Việt Cộng. Rồi Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Chính trị Bộ, Thứ trưởng, Thủ tướng Việt Cộng, hai bên cam kết hợp tác với nhau một cách chặt chẽ hơn để tìm ra những giải pháp cơ bản nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến Biển Đông. Nhìn vào nội dung thỏa thuận giữa Hồ Xuân Sơn và Trương Chí Quân trong bối cảnh phức tạp hiện nay trong vùng Biển Đông, ta có thể nhận thấy ngay rằng Bắc Kinh giao 3 nhiệm vụ sau đây cho Việt Cộng thi hành liên quan đến tranh chấp Biển Đông. Nhiệm vụ thứ nhất là tham khảo hữu nghị và tránh các động thái có thể làm cho vấn đề trầm trọng hay phức tạp thêm. Tham khảo hữu nghị có nghĩa là hai bên Trung Cộng và Việt Cộng được coi là bình đẳng thân thiết, mỗi bên hỏi ý kiến nhau một cách thân thiện, ôn hòa để tìm ra một giải pháp có lợi mà hai bên chấp thuận cho một vấn đề gì đó, ở đây là Biển Đông. Các vấn đề như chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa, vấn đề ngư dân Việt bị bắt giết, bắt bớ, cướp bóc, đánh chìm ngư thuyền, vân vân. Câu hỏi là tham khảo hữu nghị như thế, trong khi Trung Cộng đã đơn phương quyết định trước và đòi hỏi Việt Cộng phải chấp thuận. Thí dụ như vấn đề chủ quyền, Trung Cộng khẳng định rằng chúng có chủ quyền trên hai quần đảo này và chủ quyền ấy không thể tranh cãi. Như vậy, Việt Cộng chỉ còn tham khảo hữu nghị với Trung Cộng về cách thức nhìn nhận chủ quyền của Trung Cộng mà thôi. Thí dụ khác là Biển Đông là lãnh hải của Trung Cộng, ngư dân Việt bị bắn giết, cướp bóc tài sản vì vi phạm lãnh hải Trung Cộng, vân vân. Tham khảo để tìm giải pháp. Có lẽ cách duy nhất là tham khảo với Trung Cộng về cách nhìn nhận ngư dân Việt đã vi phạm lãnh hải của Trung Cộng và cách thức cấm chỉ họ ra khơi hành nghề. Ngư dân nào không tuân lệnh sẽ bị Việt Cộng trừng phạt, y như cách mà Việt Cộng đã đàn áp người biểu tình chống Trung Cộng xâm lăng Biển Đông. Điểm cần phải nhấn mạnh rằng Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Tấn Dũng họp với Quách Bá Hùng vào ngày 13 tháng 4 năm 2011 đã đạt thỏa thuận và đã cho thi hành các thỏa thuận ấy với người dân biểu tình chống Trung Cộng xâm lăng Trường Hoàng Sa. Với giàn khoan HD-981 hoạt động từ ngày 1 tháng 5 vừa qua, lãnh đạo Việt Cộng Nguyễn Phú Trọng đã đồng ý các thỏa thuận mà Quách Bá Hùng đưa ra, mà nay lại muốn gặp Tập Cận Bình để yêu cầu rút giàn khoan nên bị từ chối. Phạm Bình Minh gọi điện thoại cho Dương Khiết Trì cũng yêu cầu rút giàn khoan ra khỏi thềm lục địa Việt Nam, nhưng được báo cho biết rằng Hoàng Sa là lãnh hải của Trung Cộng. Tham khảo là giải pháp cho Biển Đông như vậy, là mệnh lệnh độc đoán một chiều với mục tiêu đã định trước, mà Việt Cộng chỉ được hội ý là làm sao thi hành cho êm đẹp nhằm tránh cho vấn đề thêm phức tạp. B. Nhiệm vụ thứ nhì là thế lực bên ngoài không được can dự vào tranh chấp. Biển Đông là vấn đề riêng của Trung Cộng và Việt Cộng. Trung Cộng cấm cản Việt Cộng cho thế lực bên ngoài can dự vào vấn đề chủ quyền giữa hai quốc gia. Thế lực bên ngoài ở đây là Mỹ,
một kẻ thù của Trung Cộng có thể làm cản trở mưu đồ thống trị và bành trướng của Trung Cộng trong vùng này. Sau hội nghị an ninh khu vực tại Hà Nội năm 2010, Trung Cộng nhiều lần lên tiếng phản đối Mỹ can dự vào Biển Đông vì là một thế lực bên ngoài can dự vào tranh chấp. Trung Cộng tố cáo Mỹ gây xáo trộn và làm cho tình hình căng thẳng, nghĩa là làm mất hòa bình và ổn cố trong khu vực. Trung Cộng như lập liên minh với Mỹ, như lãnh đạo Việt Cộng nhắc đi nhắc lại rằng chúng không liên minh với bất cứ nước nào. Nếu Việt Cộng hợp tác với Mỹ, Trung Cộng khó lòng đạt được mục tiêu bành trướng. Nay Trung Cộng xâm lăng trắng trợn qua vụ HD981, Việt Cộng vẫn không dám kêu gọi Mỹ giúp đỡ. Đây là mệnh lệnh một chiều khác trong chiêu bài giải pháp cho Biển Đông. Thứ ba, nhiệm vụ thứ ba là hướng dẫn công luận và cảnh giác tránh đưa ra những lời bình luận hoặc hành động làm tổn hại tới tình hữu nghị và sự tin cậy giữa nhân dân hai nước. Trong nhiệm vụ này, Trung Cộng đòi hỏi lãnh đạo Việt Cộng phải, thứ nhất, một là hướng dẫn công luận. Đối với dân chúng Việt Nam, vấn đề lãnh thổ lãnh hải gắn chặt với lòng yêu nước của dân chúng. Sang nhượng đất biển cho ngoại bang là vấn đề lớn. Nó liên quan đến lòng yêu nước thiêng liêng của cả dân tộc. Cuộc chiến đấu chống lại việc này sẽ khốc liệt. Các cuộc biểu tình về Hoàng Sa, Trường Sa vào tháng 12 năm 2007, Olympic Bắc Kinh tháng 4 năm 2008 và nhân vụ Bình Minh và Viking 2 xảy ra đã làm mối ưu tư cho Trung Cộng, vì biểu tình đó làm trở ngại chính cho chiến dịch xâm chiếm Biển Đông của chúng. Các phát biểu về vấn đề này của các trí thức, của các nhà lãnh đạo, của các nhà báo cũng như các vấn đề mà Trung Cộng đòi Việt Cộng phải đối phó, đó là chưa nói tới kinh nghiệm lịch sử qua 1.000 năm đô hộ mà lãnh đạo Trung Cộng đã biết. Để cho vấn đề không trở thành nghiêm trọng, lãnh đạo Việt Cộng phải có một chính sách hướng dẫn công luận qua các phương tiện truyền thông, báo chí, truyền thanh, truyền hình, Internet. Hướng dẫn gồm hai mặt, một mặt là định hướng và mặt khác là kiểm soát. Định hướng là ấn định một đường hướng phải theo, nội dung các tin tức, tài liệu được quy định như thế nào để không làm tổn hại uy tín lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Hoa hoặc phơi bày sự thật bất lợi cho chính sách của Trung Cộng. Như thế có nghĩa là làm tổn hại tới tình hữu nghị hay là mất lòng tin của lãnh đạo Trung Cộng đối với Việt Cộng. Trong những năm qua, Việt Cộng đã mẫn cán làm công tác này rồi. Ngư thuyền của cư dân đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi bị tàu hải quân Trung Cộng đâm và đánh chìm, làm cho ngư dân bị hất xuống biển. Sau đó, tàu hải quân bỏ đi. Đây là một hành vi xấu xa tiêu cực của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Báo chí của Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam không được gọi đích danh tàu hải quân Trung Cộng mà chỉ gọi là tàu lạ. Nói tóm lại, không được nói một điều gì tiêu cực về Trung Cộng. Ngoài ra, những gì có mục đích phô trương để ca ngợi Trung Cộng cần được khuyến khích, dù điều đó có nguy hại đến quyền lợi của dân tộc. Tờ báo điện tử cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Việt Nam dịch và đăng nguyên văn một bài phóng sự in trên báo Hoàn Cầu của Đảng Cộng sản Trung Hoa quảng cáo cho một cuộc tập trận của Hải quân Trung Cộng trên bãi đá ngầm thuộc khu chữ thập của Việt Nam. Cuộc tập trận ấy được quảng bá để bảo vệ biên cương của quân đội Trung Cộng, dù các đảo ấy vẫn là của Việt Nam. Kiểm soát nguồn gốc của dư luận. Đây là vấn đề kiểm duyệt truyền thông, gọi chung là báo chí. Báo chí không được đăng tải những gì kể cả sự thật liên quan đến Biển Đông. Các sự thật ấy có thể gây hoang mang trong dư luận, gây ra các chống đối như biểu tình hay bạo động và có ảnh hưởng đến dư luận không tốt đối với Trung Cộng. Điều này sẽ là nguyên nhân gây ra một cuộc chiến tranh bảo vệ sự vẹn toàn lãnh thổ chống Trung Cộng. Thí dụ, Trung Cộng xây cất cho đến nay hàng chục kiến trúc kiên cố trên các khu bãi đá ngầm ở phía nam Trường Sa. Lãnh đạo Việt Cộng giữ một thái độ im lặng, coi như không biết. Tháng 7 năm 2007, tàu hải quân Trung Cộng bắn chết một ngư dân Việt và đánh chìm một ngư thuyền Việt đang hành nghề gần đảo Trường Sa của quần đảo này. Lãnh đạo Việt Cộng lờ vụ này và coi như không biết. Đối với quốc tế, cần cung cấp tin tức tài liệu như thế nào để đánh lạc hướng. Nhờ đó, các quốc gia liên hệ, nhất là Hoa Kỳ, hiểu rằng quyền lợi của họ được bảo đảm, không bị xâm phạm. Họ sẽ thụ động cho đến khi sự việc đã rồi. Thứ hai là cảnh giác. Lãnh đạo Việt Cộng tránh đưa ra những lời bình luận hoặc hành động làm tổn hại đến tình hữu nghị và sự tin cậy giữa nhân dân hai nước. Trung Cộng nhắm vào ai khi đưa ra cảnh cáo này? Truyền thông Trung Cộng trong những năm gần đây công khai đe dọa lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam vì tội vong ân bạc nghĩa, vì tội chiếm nhiều đảo trong quần đảo Trường Sa,
báo hoàn cầu không ngần ngại đưa ra các hình phạt là giết vì các tội trên. Mặt khác, trong hệ thống cai trị theo chế độ toàn trị, chỉ có lãnh đạo mới có quyền phát biểu hay đưa ra lời bình luận mà thôi. Rõ ràng câu trả lời là lãnh đạo Việt Cộng là mục tiêu. Trung Cộng cảnh cáo họ vì sự phán phúc của Việt Cộng. Ta còn nhớ là khi Hillary Clinton tuyên bố Mỹ chủ trương tự do lưu thông trên Biển Đông vào tháng 7 năm 2010 tại hội nghị ASEAN ở Hà Nội, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm gia nhập ngay vào nhóm 12 quốc gia ủng hộ quan điểm của Mỹ chống lại Trung Cộng. Và trước đó trong hội nghị Shangri-La hồi tháng 5 về quốc phòng, lãnh đạo Việt Cộng cũng sắp hàng với Mỹ, khiến Bộ trưởng Quốc phòng Trung Cộng Lương Quang Liệt công khai sỉ nhục lãnh đạo Việt Cộng trước mặt các thành viên tham dự hội nghị. Tại hội nghị ASEAN kể trên, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Cộng Dương Khiết Trì cảnh cáo các bộ trưởng ASEAN rằng Trung Hoa là nước lớn, các anh là nước nhỏ, ý nói rằng hãy coi chừng. Có hai lĩnh vực mà Trung Cộng đòi các nhà lãnh đạo Việt Cộng phải cảnh giác, đó là tuyên bố và hành động. Tuyên bố: lãnh đạo Việt Cộng không được phát biểu điều gì làm tổn thương đến quyền lợi của Trung Cộng, như ủng hộ ASEAN đòi thương thảo đa phương theo quan điểm của Mỹ, như ủng hộ vấn đề quốc tế hóa Biển Đông, không liên minh với một nước thứ ba. Chính vì thế mà hành vi xâm lăng quá trắng trợn và tàn bạo xảy ra trong vụ HD-981 hiện nay, gồm cả giết chóc cảnh sát biển, đánh chìm thuyền ngư dân Việt Nguyễn Phú Trọng, Tương Tấn Sang, Nguyễn Sinh Hùng, v.v. phải cúi mặt, lặng thinh, không dám hé miệng. Tuyên bố của Phùng Quang Thanh tại hội nghị Shangri-La về vụ giàn khoan HD-981 và ra lệnh cho cảnh sát biển Việt Nam phải rút lui khỏi giàn khoan này phản ánh những cam kết thi hành lệnh đấy của Quách Bá Hùng. Thứ hai, hành động: không được tập trận chung với Mỹ hay quốc gia khác, gồm cả không được mua vũ khí như máy bay, tàu thủy, không được cho Hoa Kỳ hay một quốc gia nào đó thuê mướn hải cảng Cam Ranh, v.v. để chống lại Trung Cộng. Hành động còn gồm cả cấm công dân Việt biểu tình chống Trung Cộng xâm lăng, ngay cả trước khi có thỏa thuận được cam kết Việt Cộng đã thi hành rồi. Thí dụ, vụ sinh viên Hà Nội biểu tình chống Trung Cộng nhân vụ Trung Cộng lập huyện Tam Sa, một viên chức cấp thấp là Tần Cương, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Cộng trong một buổi họp báo quốc tế ở Bắc Kinh vào ngày 18 tháng 1 năm 2007, nhắn nhủ lãnh đạo Việt Cộng: chúng tôi hy vọng chính phủ Việt Nam sẽ có thái độ trách nhiệm, đồng thời có các biện pháp hiệu quả nhằm ngăn chặn những sự việc làm tổn hại đến quan hệ song phương như vậy. Sau đó, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam huy động toàn lực sức mạnh gồm cơ quan chính quyền, cảnh sát, công an, đảng, đoàn, quân đội, tòa án, nhà tù, đặc biệt gồm cả Bộ Giáo dục và Trường Đại học Công nghệ Hà Nội, nơi xuất phát cuộc biểu tình của sinh viên, để trấn áp sinh viên biểu tình. Nhiều người bị bắt bớ, giam cầm, tù đày, nhà báo Điếu Cày đến nay vẫn còn bị giam. Công việc trấn áp ấy cho đến nay vẫn tiếp tục. Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Tấn Dũng đã nhận nhiệm vụ được nói trong thỏa thuận và có trách nhiệm ra lệnh cho toàn Đảng Cộng sản Việt Nam nghiêm chỉnh thi hành chiếu theo thỏa thuận trên từ tháng 6 năm 2011. Vậy câu hỏi là làm thế nào để thi hành? Vấn đề thi hành thỏa thuận trên: sau khi họp với Nguyễn Phú Trọng, Quách Bá Hùng gặp Nguyễn Tấn Dũng về thi hành giải pháp cho Biển Đông. Sau buổi họp này, có một bản tin cho biết là mục đích là nhằm thăng tiến mối quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện với Việt Nam. Thăng tiến hợp tác chiến lược toàn diện là gì? Là hai đảng cộng sản thực sự chặt chẽ với nhau, hợp cộng tác thực sự chặt chẽ với nhau về mọi phương diện để thi hành các điều khoản trong thỏa thuận ngày 25 tháng 6. Hợp tác trong lĩnh vực quân đội: Quách Bá Hùng gặp Phùng Quang Thanh ngày 13 tháng 4 để sắp xếp một hợp tác chiến lược giữa hai quân đội đi vào thực tế và đẩy mạnh hơn nữa sự hợp tác trong nhiều lĩnh vực khác. Theo đài Bắc Kinh, Hùng chỉ thị 3 điểm để Phùng Quang Thanh thi hành. Thứ nhất, tăng cường tiếp xúc chiến lược, nắm vững định hướng đúng đắn phát triển quan hệ Trung Việt. Thứ hai, coi trọng tuyên truyền hướng dẫn, tích cực tạo bầu khí hữu nghị, đoàn kết, hợp tác Trung Việt. Và thứ ba, làm phong phú nội dung giao lưu, nỗ lực nâng cao trình độ hợp tác thiết thực giữa quân đội hai nước. Như vậy, Phùng Quang Thanh được giao nhiệm vụ hướng dẫn, giáo dục và thống nhất quân đội Việt Cộng với quân đội Trung Cộng dưới sự giám sát của Trung Cộng, mà mục đích quan trọng là khám phá, dập tắt các âm mưu chống Trung Cộng bằng quân sự từ trong trứng nước,
ngoài công tác tuyên truyền kiểm soát tư tưởng quân đội Việt Cộng. Thứ hai, hợp tác trong lĩnh vực an ninh. Lê Hồng Anh đi thăm Bắc Kinh, gặp Bộ trưởng Công an Trung Cộng là Mạch Kiến Trụ. Mạch Kiến Trụ tuyên bố về buổi họp này: việc hợp tác thi hành công luật là một phần quan trọng trong công cuộc hợp tác hữu nghị Việt Trung. Hy vọng hai nước sẽ hợp tác mạnh mẽ hơn nữa trong lĩnh vực như chống khủng bố, tăng cường công cuộc hợp tác tuyên truyền và thúc đẩy một chiến lược đối tác tổng thể giữa hai nước. Lê Hồng Anh cam kết Việt Nam sẽ tham gia cùng Trung Quốc trong nỗ lực tăng cường cơ chế hợp tác để chống tội phạm và duy trì trật tự xã hội. Về vai trò của cảnh sát, công an trong nhiệm vụ hợp tác và thi hành công luật, nhân danh duy trì trật tự xã hội an ninh, công an Việt Cộng kể từ sau ngày thỏa thuận được công bố đã được huy động để trấn áp trắng trợn các cuộc biểu tình ở Hà Nội và Sài Gòn. Dân Hà Nội đã chứng kiến sự hiện diện của công an Trung Cộng sang điều khiển và đích thân dẹp biểu tình ở Hà Nội trong ngày 10 tháng 7 2011 để thi hành công luật vì công an Việt Cộng không làm tròn nhiệm vụ của họ. Biểu tình đã đảo Trung Quốc xâm lược, Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam là các hành động làm tổn hại tình hữu nghị và lòng tin cậy giữa nhau. Vì vậy, Việt Cộng phải có nhiệm vụ giải tán các cuộc biểu tình trong những chủ nhật 17 tháng 7 năm 2011 và vô hiệu hóa các người biểu tình. Hình ảnh bốn công an Việt Cộng, mỗi người nắm một chân, một tay nạn nhân, dùng sức mạnh khiêng thanh niên yêu nước vào xe bus, tức là quăng vào xe bus. Và khi vào đến cửa xe, một công an đứng ở cửa xe đạp vào mặt nạn nhân. Đó là biểu tượng, hình ảnh triệt tiêu các hành động vì làm tổn thương lòng tin cậy giữa Bắc Kinh đối với chế độ Việt Cộng. Hợp tác trong lĩnh vực tư pháp. Vương Thế Tuấn, chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Trung Cộng sang Việt Nam gặp Nguyễn Minh Triết ngày 17 tháng 4 để đẩy mạnh hợp tác ngành tư pháp Việt Cộng và Trung Cộng. Sau buổi họp, Nguyễn Minh Triết đánh giá cao sự hợp tác của ngành tư pháp giữa hai nước, đề nghị tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Vương Thế Tuấn phát biểu rằng Việt Cộng và Trung Cộng là hai nước theo chủ nghĩa xã hội nên có nhiều điểm tương đồng và cũng có những thách thức tương tự. Hệ thống pháp luật của hai nước đều đóng một vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ luật pháp mỗi nước. Với sự đỡ đầu của Tuấn và nhân danh củng cố nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, bảo vệ luật pháp, Triết sẽ sử dụng tòa án một cách triệt để ngó hầu trấn áp và triệt tiêu các phạm pháp gây rối làm mất trật tự công cộng, được hiểu là các cuộc biểu tình chống Trung Cộng về vấn đề Biển Đông. Tòa án Việt Cộng nhân danh duy trì công lý xã hội chủ nghĩa với sự che chở của hệ thống tư pháp Trung Cộng để hành động. Tóm lại, chỉ trong vòng 6 ngày, có 5 buổi họp dồn dập cấp bách giữa các nhà lãnh đạo cao cấp nhất của hai đảng để chuẩn bị cho công tác thực hiện sự thống nhất về đường lối cho Biển Đông, bao gồm cả an ninh, hệ thống tòa án, hệ thống tuyên truyền trở thành một. Với hệ thống về tổ chức, về đường lối do Trung Cộng hướng dẫn, Việt Cộng là kẻ thi hành sách lược của Trung Cộng. Cả toàn bộ guồng máy Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong tình huống này được huy động và sử dụng nhắm vào thi hành sứ mạng giúp cho bá quyền Bắc Kinh bành trướng thế lực. Trung Cộng biết rằng chúng không thể nào chiếm toàn vùng Biển Đông nếu không có sự đóng góp tích cực và cụ thể của Việt Cộng. Vì thế Trung Cộng phải tìm mọi cách và mọi giá, kể cả thủ thuật, đưa Việt Cộng vào vị trí phải thi hành âm mưu của chúng. Cộng sản Việt Nam là kẻ thi hành sách lược của Trung Cộng về Biển Đông trên đất nước của mình. Như vậy chúng thực sự là thái thú của người Việt. Về thực tế, những gì lãnh đạo Việt Cộng làm từ ngày Trung Cộng đặt giàn khoan 981 tại Hoàng Sa cho thấy các chỉ thị của Bắc Kinh được triệt để thi hành tại Việt Nam về đối nội cũng như đối ngoại. Về sau, vì áp lực quá mạnh của quần chúng và quốc tế, có một ngoại lệ là tuyên bố của Nguyễn Tấn Dũng tại Miến Điện vào 11 tháng 5 và tại Phi Luật Tân vào ngày 21 tháng 5 vừa qua. Nguyễn Tấn Dũng đã đi chạch hướng và sau hơn 6 tuần lễ kể từ khi HD981 hiện diện trên thềm lục địa Việt Nam, Trần Tấn Sang mới mở miệng nói về bảo vệ chủ quyền nhưng không cho biết là có hành động gì để làm việc ấy. Tại sao đưa giàn khoan ra hoạt động ở Tây Hoàng Sa, Tây Nam Hoàng Sa nơi không có dầu? Trung Cộng xác nhận chủ quyền. Sự kiện là đưa một giàn khoan khổng lồ đến bờ biển Quảng Ngãi, chỉ hoạt động tạm thời có hơn 3 tháng, nhất là ở một nơi mà từ năm 1995
Creston đã được quyền khai thác dầu khí nhưng không tìm thấy gì. Như vậy chắc không phải là để khoan dầu. Vậy là gì? Đây là hoạt động hành xử chủ quyền của Trung Cộng trong một vùng biển mà chúng đã dùng quân đội đánh chiếm vào năm 1974 một cách bất hợp pháp. Vì là hành vi bất hợp pháp và muốn được làm chủ thực sự vùng biển này, Trung Cộng phải liên tục có nhiều hành động khác nhau có tính cách phô trương để xác nhận chủ quyền của chúng. Đặc biệt là vùng này chỉ là vùng tranh chấp giữa Việt Nam và Trung Cộng, không liên hệ trực tiếp đến quyền lợi của nhiều quốc gia khác như ở Trường Sa. Vì thế Trung Cộng chỉ phải chú tâm đối phó với Việt Cộng, dù lãnh đạo Việt Cộng đã bị Trung Cộng khống chế bằng nhiều cách và đã được coi như thái thú, như đã thấy mô tả trong thỏa thuận vào tháng 6 năm 2011. Có nhiệm vụ thực hiện mưu đồ của chúng làm bá chủ Biển Đông, nhưng cũng cần phải có trách nhiệm về chống đối, kể cả từ trong dân chúng Việt. Trung Cộng cũng biết rằng chống đối của quốc tế sẽ không có nhiều ảnh hưởng về vụ này, miễn là Trung Cộng không sử dụng bạo lực quy mô gây tác động bất ổn là được. Đây là bước khởi đầu của sự xác nhận chủ quyền trên toàn vùng. Kế đó, sau khi giảm nhiệt, Trung Cộng sẽ đưa giàn khoan đến vùng mục tiêu là nơi có nhiều dầu, đó là Trường Sa. Chúng loan báo sẽ tung ra 24 giàn khoan trong đợt này. Theo Reuters, ngày 20 tháng 6, Cục Hải sự Trung Cộng loan báo đưa 3 giàn khoan ra Biển Đông, Nam Hải. Nam Hải 2 và Nam Hải 5 sẽ hoạt động ở giữa Hoa Lục và Đông Sa, nơi này do Đài Loan chiếm đóng, và Nam Hải 4 hoạt động gần Hoa Lục. Ngoài ra, Nam Hải 9 sẽ được đưa vào hoạt động tại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Trung Cộng sẽ đưa ra khơi 4 giàn khoan khác trong 6 tháng cuối năm 2014, tổng số giàn khoan là 24. Nhờ hồn nhiên post cái hình đầu tiên về Hoàng Sa, Trường Sa. Lần này chúng huy động có thể cả hàng nghìn tàu cá để bao vây và bảo vệ các giàn khoan. Các tàu hải giám và ngư chính hoạt động quanh các tàu hải quân bảo vệ bên ngoài sẽ có bạo lực. Việt Cộng sẽ không dùng hải quân chống để chống đối, dù muốn cũng không đủ sức. Và hơn nữa, quân đội hai bên đã thống nhất dưới sự chỉ đạo hướng dẫn của quân đội Trung Cộng. Tuy nhiên, Phùng Quang Thanh đã ám chỉ là đã ưng thuận và coi vụ HD-981 nằm trong lãnh thổ Trung Hoa, với cả cảnh sát biển Việt bị bắn chết, ngư dân bị đánh chìm xuống biển chỉ là mâu thuẫn trong gia đình. Hơn nữa, con số ngư thuyền Việt không có nhiều và đi xuống Trường Sa để yểm trợ như ở Hoàng Sa trong những ngày qua. Dân chúng Việt đã bị triệt tiêu, không được phản ứng như biểu tình, làm tổn hại đến lòng tin cậy của Bắc Kinh. Còn quốc tế thì chỉ khi nào có đụng chạm làm tổn hại thực sự đến quyền lợi của họ thì mới có phản ứng. Dĩ nhiên, việc khai thác dầu khí này đã được thỏa thuận giữa hai bên song phương, giữa Việt Cộng và Trung Cộng, và hoạt động này có tính cách hòa bình, không gây bất ổn cho toàn vùng. Như thế, sự hành xử chủ quyền của Trung Cộng được thực hiện một cách liên tục và hòa bình để xác nhận chúng có chủ quyền trên toàn vùng. Và cứ tiếp tục như vậy thì 50 năm hay 100 năm sau, liệu ai có thể thay đổi được nguyên trạng? Hoạt động của HD-981 còn có mục đích khác quan trọng hơn, đó là lôi cuốn sự chú ý của dân Việt và quốc tế khỏi dự án kiến tạo đảo Gạc Ma nhân tạo. Nhờ hồn nhiên post cho cái hình đảo Gạc Ma. HD-981 làm cho dân Việt phẫn nộ vì mọi người chú tâm vào đó. HD-981 làm quốc tế cảm thấy có triệu chứng bất ổn trong vùng, cũng chú tâm vào đó. Tin tức đảo Gạc Ma nhân tạo xuất hiện sau khi HD-981 hoạt động được hơn cả một tuần. Mọi người cũng không quan tâm mấy về chuyện này. Cho đến nay, vấn đề HD-981 vẫn còn sôi nổi. Chỉ có Tổng thống Phi lên tiếng tố cáo vụ này. Lãnh đạo Việt Cộng lặng thinh, dù Gạc Ma là một phần lãnh thổ của họ, và dù Gạc Ma đã được Trung Cộng xây cất từ năm 2012, với tàu vận tải, tàu xây cất hoạt động tấp nập, có cả tàu chiến, võ trang hỏa tiến bảo vệ, mà lãnh đạo Việt Cộng hầu như không hay biết. Nay nhân đảo nhân tạo đã thành hình, có bãi cát đã được bồi đắp cao tới 10 mét, phi đạo đã hầu như hoàn tất, vân vân. Nay biết rồi,
lãnh đạo Việt Cộng cũng không dám lên tiếng hay không có hành động gì, vì đã cam kết không làm gì, kể cả tuyên bố, để tổn hại đến tình hữu nghị hay lòng tin của Trung Cộng. Việt Cộng cũng phải định hướng dư luận về vấn đề này một cách có hệ thống để không gây ra căng thẳng hay bất ổn trong Biển Đông. Mãi tới ngày 16 trong cuộc họp báo quốc tế tại Hà Nội, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình chỉ khi có một nhà báo hỏi về Gạc Ma mới dám nhắc lại rằng Việt Nam có chủ quyền không thể chối cãi được trên Biển Đông như trước đây Việt Cộng đã từng tuyên bố nhiều lần hàng chục năm nay. Gạc Ma có gì quan trọng không? Đảo Gạc Ma dù thuộc phần bãi đá ngầm với các rặn san hô nằm dưới lòng biển, nay đã thành một đảo xuất hiện nổi trên mặt nước trong Biển Đông. Đến nay, 18 tháng 6 năm 2014, trên đảo người ta đã trông thấy một đường bay xây gần xong. Đây là một dự án thiết lập một căn cứ quân sự vô cùng to lớn, rộng 30 hectare, có hải cảng dành cho tàu hải quân, hải cảng riêng dành cho tàu dân sự. Trung Cộng sẽ xây cất khu cư trú cho ngư dân, khu du lịch. Lưu ý, Phú Lâm là căn cứ chỉ huy hiện hữu, chỉ có diện tích 1.3 cây số vuông. Gạc Ma trong tương lai sẽ trở thành căn cứ quân sự to lớn của Trung Cộng, có thể kiểm soát được toàn vùng eo biển Malacca, các quốc gia kế cận. Hiện nay từ Phú Lâm xuống Gạc Ma có một khoảng cách quá lớn là gần 800 cây số, máy bay Trung Cộng không thể hành quân xuống được vì không đủ nhiên liệu để hoạt động. Với Gạc Ma cùng với Vành Khăn và Chữ Thập, Trung Cộng có thể kiểm soát hành lang di chuyển từ Malacca lên phía bắc. Con đường này nằm ở về phía tây biển Philippines, tàu quân sự của hạm đội 7 đi con đường này. Gạc Ma sẽ trở thành một căn cứ lớn giống như căn cứ Diego Garcia của Mỹ ở Ấn Độ Dương, sẽ là mối đe dọa lớn trực tiếp cho Việt Nam. Và kế đó là hình bản đồ Đại Trung Hoa. Tóm lại, HD981 chỉ là một giai đoạn cần thiết trong tiến trình hành xử chủ quyền của Trung Cộng xuống Trường Sa để tiến chiếm toàn vùng trước khi bắt đầu nới rộng Hoa Lục thành ra Đại Trung Hoa, gồm tất cả Á Châu ngoại trừ Nhật Bản, nghĩa là Đại Trung Hoa như bản đồ mà Trung Cộng phổ biến cách đây 2 năm, gồm Đông Á trừ Nhật, Đông Nam Á, Nam Á, Pakistan, Afghanistan và 5 quốc gia cựu Xô Viết. Với thỏa thuận 25 tháng 6 năm 2011, Việt Cộng như một thái thú thi hành nhiệm vụ giúp giặc chiếm Biển Đông của Việt Nam. Nay Ủy ban Bảo vệ sự vẹn toàn lãnh thổ đòi hỏi Đảng Cộng sản Việt Nam phải chấm dứt vai trò thái thú với nhiệm vụ phát huy ảnh hưởng của đế quốc Trung Cộng trong việc khống chế toàn dân. Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Sinh Hùng, Phùng Quang Thanh, Lê Hồng Anh, Trần Đại Quang, Đinh Thế Huynh, Tô Hy Hứa, v.v. đừng cúi đầu nhịn nhục, tọa hưởng trước cảnh quân giặc công nhiên bắn giết cảnh sát biển đang dấn thân bảo vệ bờ cõi. Ngư dân bị quân giặc đâm thuyền chìm dưới biển vì được Đảng Cộng sản Việt Nam huy động đến bảo vệ Hoàng Sa, lãnh hải bị quân giặc ngang nhiên chiếm cứ, phải ngửa mặt lên mà sống, phải chấm dứt ngay nhiệm vụ của kẻ tay sai cho bá quyền Bắc Kinh để giúp chúng bành trướng. Nguyễn Tấn Dũng đã có cam kết tố cáo tình hình cực kỳ nguy hiểm cho an toàn lưu thông trên Biển Đông tại hội nghị ASEAN tại Miến Điện ngày 11 tháng 5 vừa qua. Rồi đến ngày 21 tháng 5, Dũng tuyên bố sẽ dùng biện pháp pháp lý, nghĩa là đưa vấn đề Biển Đông, nhân vụ Trung Cộng đặt giàn khoan trong vùng thềm lục địa Việt Nam ra tòa. Tuyên bố ấy dĩ nhiên trái ngược với cam kết trong thỏa thuận ngày 25 tháng 6 năm 2011. Vì các hành vi này tổn hại nghiêm trọng đến lòng tin cậy của Trung Cộng. Tuyên bố này có nguyên nhân là Dũng thấy dân chúng Việt phẫn nộ quá mạnh qua các cuộc biểu tình rầm rộ chống Trung Cộng về hành vi xâm lược của Trung Cộng qua vụ giàn khoan. Dù tuyên bố này đứng về lập trường của toàn thể dân tộc, nhưng lại chỉ là nửa vời, do dự, không hành động, vì còn phải chờ lúc thuận tiện. Thế nào và bao giờ là lúc thuận tiện? Thứ hai, nếu cả bọn lãnh đạo lựa chọn con đường làm tay sai cho giặc, Nguyễn Tấn Dũng phải tiếp tục có can đảm đưa vấn đề ra trước tòa án quốc tế. Một phán quyết của tòa án có một hiệu lực quan trọng trong việc huy động hỗ trợ của thế giới tránh bị cô lập như hiện nay, và cũng là bằng chứng quan trọng về thủ tục pháp lý để sử dụng trong trường hợp sự chiếm đóng của quân giặc quá lâu dài, với hy vọng hợp thức hóa chủ quyền của chúng một cách vĩnh viễn. Đó cũng là cách phủ nhận chủ quyền của quân giặc một cách rõ rệt và tích cực nhất trên Biển Đông.
hãy hành động, đừng chần chờ, mặc kệ cho Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang và đồng bọn bán nước chạy theo giặc. Chúng sẽ bị chính giặc bỏ rơi như Pol Pot hay Hoàng Văn Hoan, dù những kẻ này rất bực trung thành với giặc. Cần biết rằng, gửi một văn thư hành chánh như hiện nay cho Tổng thống, cho Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, báo cho họ biết về vi phạm của Trung Cộng đối với lãnh hải Việt Nam không ích lợi. Vì lẽ đây là vấn đề chính trị, vấn đề tuyên truyền. Trung Cộng có khả năng vận dụng tại Liên Hiệp Quốc, nhất là chúng có nhiều tiền để viện trợ, chúng có thế lực trong định chế này và chúng khôn ngoan hơn, tuyên truyền giỏi hơn. Làm tại California ngày 22 tháng 6 năm 2014. Đại diện Nguyễn Văn Canh. Kính thưa toàn thể quý bậc trưởng thượng và quý thân hữu trên diễn đàn phong trào liên kết. Kính thưa quý thành viên của Ủy ban bảo vệ sự vẹn toàn lãnh thổ, cũng như quý thành viên của Hội đồng Liên kết đấu tranh dân chủ nhân quyền cho Việt Nam, cùng toàn thể dân chúng Việt Nam trong cũng như ngoài nước. Đây là một cái bản tuyên cáo, cũng là một bản điều trần trước quốc dân hành vi bán nước của Đảng Cộng sản Việt Cộng. Bây giờ thì đã tỏ tường rồi. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Canh đã đưa ra toàn bộ các văn kiện, các buổi họp mà chúng đã giấu kín, các nghị quyết, các hợp đồng mà chúng nó đã ký, này đã được giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Canh phơi bày ra trước công luận, người Việt hải ngoại, người Việt quốc nội, cũng như trước quốc tế. Sự việc đã như thế, mọi sự đã tỏ tường rồi, chúng ta làm gì đây? Một câu hỏi rất lớn. Trong quá khứ chúng ta đã làm gì? Hiện tại chúng ta làm gì và tương lai chúng ta phải làm gì? Bởi vì nếu không làm gấp, Việt Nam sẽ tiêu vong, dân tộc Việt Nam sẽ bị tiêu diệt. Kính thưa giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Canh, bản cáo trạng khá dài nhưng cũng thật là đầy đủ chi tiết, từ tất cả những văn kiện cho đến các hình ảnh ở trên Biển Đông đã được giáo sư tiến sĩ đưa vào trong bản tuyên bố trước công luận. Bây giờ sau khi đã đọc xong bản văn này, chắc chắn mọi người bồi hồi, đất nước chúng ta đã mất từ lâu rồi. Và như tướng Lý Tổng Bá còn nói là chúng ta mất nước từ năm 75 vì biết rằng Việt Cộng là tay sai của Việt Cộng. Nhưng chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta chưa có quá tệ, để rồi chúng ta dụ chúng ta điều này, chúng ta gian dối với chúng ta điều kia, chúng ta sẵn sàng bùi tai bỏ qua, để rồi tiếp tục bằng những cái hành động nào đó chúng ta không cố ý tiếp tục làm cho chế độ Việt Cộng nó sống còn. Thưa giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Canh, sau khi đọc cái bản tuyên bố rồi thì xin mời tiến sĩ cho đôi lời về bản tuyên bố này, và rồi thì xin mời tất cả quý thân hữu chúng ta có những câu hỏi thì xin giơ tay để có thể chia sẻ với giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Canh. Xin được cắm, xin được kính mời giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Canh. Thưa anh Lạc Việt, anh có nêu một câu hỏi hết sức quan trọng là làm gì? Thì tôi có thể trả lời như thế này, là tùy mỗi người trong chúng ta ở mỗi một vị trí nào đó, chúng ta có những sự lựa chọn và phải tích cực đóng góp vào trong công cuộc giải thể chế độ cộng sản trước khi mà chúng ta chuẩn bị chống Trung Cộng. Trong bản tuyên bố thì có một vài cái điều chi tiết mà vì dài quá tôi đã bỏ. Có thể có nhiều người sẽ hỏi là tại sao ông nói là không có dầu ở cái giàn khoan HD981 hiện hữu ở trong thềm lục địa Việt Nam. Thì tài liệu của tôi cho biết là cuối thập niên 1980 thì Việt Cộng đã cho một công ty của Pháp là Total SA
mà khai thác dầu ở cái khu vực đó. Thì Việt Cộng có phổ biến một cái bản nghiên cứu rất công phu mà Việt Cộng thuê một cái trung tâm là East West Center của Đại học Hawaii làm nghiên cứu trong nhiều năm. Và bản nghiên cứu đó đưa ra một kết luận rằng với nhiều con số rằng về địa chất học rằng ở Biển Đông có rất nhiều dầu, rất nhiều lần so với lại Trung Đông. Thì Tô Tan như vậy thì xin với lại Việt Cộng một khế ước và Việt Cộng cho vào để đào dầu. Sau khi bỏ ra hơn 10 triệu Mỹ Kim để tìm dầu ở cái khu phía bắc của giàn khoan HB981 hiện hữu thì không có dầu gì cả. Thì mất nhiều tiền quá rồi buồn bỏ đi. Nhưng mà Việt Cộng lại dụ cái Total SE là quay trở lại. Thì nó cho một khu khác ở phía nam của cái vùng HD981 hiện hữu. Thì cuối cùng cũng không thấy dầu. Một cái công ty thứ hai là British Petroleum của anh Cát Lợi được Việt Cộng cho khai thác được đào dầu ở ngoài khơi Tuy Hòa, thì cuối cùng cũng không tìm được dầu và bỏ ra một số tiền cũng hơn 10 triệu Mỹ Kim. Dầu ở đây họ có kiếm được, nhưng mà dầu này là dầu nhiều lưu huỳnh, không thể thương mại hóa được, cho nên đã bỏ đi. Rồi đến tháng 5 1995, tôi có nói tới công ty Preston Boston của Mỹ ở Denver, Colorado. Thì công ty này lúc này Trung Cộng kiểm soát cái vùng biển Hoàng Sa, thì cho cái anh Tâm Sơn là chủ tịch công ty Preston đó một khu vực là 25.000 cây số vuông, 25.000 cây số vuông để bao trùm cả cái phần mà công ty Total của Pháp trước kia đã được phép khai thác. Rồi từ đó đến nay hơn 19 năm tôi theo dõi, không thấy cái công ty Castrol này kiếm được một giọt dầu nào cả, thì chắc chắn là cũng đã bỏ đi từ lâu rồi. Thì bây giờ nó mang cái dịch làm khoan dầu HD981 ra đó để làm gì, mà lại mang ra một cách tạm thời chỉ có 3 tháng rưỡi thôi. Thì như vậy là không phải là để tìm dầu, nhưng mà nó có mục đích khác. Và những mục đích đó tôi đã nói trong bài rồi. Một chi tiết thứ hai tôi cần phải khai triển thêm là cái tầm quan trọng của Gạc Ma. Thì bây giờ đã đảo nhân tạo đó đã thành hình rồi, và nó dự trù cái đảo đó trở thành một căn cứ quân sự gồm 30 hectare. Thì đấy nó là một phần thôi. Một phần nữa nó liên kết với lại phần bên dưới là cái khu chữ thập. Và khu chữ thập cho đến bây giờ thì cái tài liệu cũng như hình ảnh của tôi trong hai cái cuốn tài liệu của tôi đã phổ biến đó, thì ít nhất có 5 cái kiến trúc quân sự đồ sộ nằm ở trên đó. Và nó có một cái Trung Cộng có một dự án rất lớn là cái khu chữ thập đó sẽ cũng lớn hơn là Gạc Ma, và nó nối kết Gạc Ma với lại khu chữ thập đó dài vào khoảng độ 44 cây số. Thì khi mà nó xây xong Gạc Ma và có thể song song nó sẽ xây với lại cái khu chữ thập thành ra một căn cứ rất lớn. Và trong trường hợp đó, để mà nó một mặt nó kiểm soát cái hành lang mà từ Ấn Độ Dương đi qua Malacca đi lên phía đông bắc và sát cái bờ biển phía tây của Philippines, và một mặt khác nữa tất cả cái vùng này nó là một cái địa bàn để mới tiến tới tất cả các quốc gia Đông Nam Á dưới sự thống trị của nó để thành lập cái mà tôi có nêu ra đó, Đại Trung Hoa
gồm tất cả các nước Á Châu ngoại trừ Nhật Bản. Thì tôi xin ngưng ở đây, để ai có câu hỏi gì tôi sẽ xin trả lời. Vâng, xin cảm ơn giáo sư và xin mời anh Đà Rock. Vâng, cảm ơn Lạc Việt, xin chào giáo sư Canh và tất cả toàn thể quý vị. Rock xin được góp một cái ý kiến để trả lời cái câu hỏi rằng là chúng ta phải làm gì. Thì cái phần mà cái bài viết thì nó rất là rõ ràng rồi. Chúng ta không có một cái gì mà lu mờ về cái sự bán nước của Cộng sản. Thì cái chuyện mà Rock mong thấy được á, là làm sao chúng ta phổ biến cái bài này càng rộng rãi càng tốt, và phổ biến cho người trong nước, người Việt Nam ở hải ngoại, và kể cả những người ngoại quốc, nhất là người Mỹ. Thì đầu tiên á, là phổ biến cho người Việt Nam á, thì rất mong thấy rằng là cái bài viết này được đăng lên nhiều báo, càng nhiều càng tốt. Thì không biết là quý vị có ý kiến gì không, nhưng mà cái điều đó là chúng ta nên làm. Rồi sau đó đó là đối với những người ngoại quốc, thì chúng ta làm sao chuyển dịch cái bài này qua tiếng Anh thì nó sẽ rất là tốt. Riêng về cái vấn đề mà phổ biến cái bài này cho người Việt Nam thì ở hải ngoại đó, thì Rock nghĩ rằng là những người Việt Nam cái gì họ cũng có thể là họ không có thể đóng góp trong vấn đề như là về nước đấu tranh, hoặc là những cái gì bước đi, những cái hành động mà nó đòi hỏi về nước vân vân, nhưng mà một cái điều Rock biết là họ có thể đóng góp là vấn đề tài chính. Mà nếu mà chúng ta có tài chính mà chúng ta có thể liên tục đăng cái bài này trên tất cả báo chí Việt Nam, thì điều này là cái điều mà Rock nghĩ rằng là sẽ làm cho nhiều người hiểu thêm về cái chi tiết cần biết về Biển Đông. Thật sự ngày hôm nay Rock mới nghe được nhiều cái chi tiết như vậy. Chúng ta là thường nghe sơ qua về vấn đề Biển Đông, nhưng mà chưa bao giờ được nghe nhiều chi tiết như vậy. Thì Rock nghĩ rằng chúng ta nên làm cái việc này. Còn vấn đề mà làm sao truyền tải cái này, cái bài này về trong nước á, thì cái điều này thì nó Rock cũng muốn nghe ý kiến của quý vị. Nhưng mà làm sao mà có thể truyền tải cái bài này về trong nước thì nó thật sự rất là tốt. Rồi chuyển dịch đó, cái phần chuyển dịch qua tiếng Anh á, thì Rock nghĩ rằng là chắc là cái tổ chức bảo vệ chọn về lãnh thổ cũng đã nghĩ tới, thì Rock nghĩ rằng là cái ủy ban đó cũng có đủ khả năng để chuyển dịch cái bài này. Nhưng mà Rock nghĩ nên có một bản tiếng Anh, mà cần thiết thì cũng có thể chuyển dịch qua nhiều thứ tiếng khác nhau như tiếng Nhật chẳng hạn, và ngay cả tiếng Tàu. Thì đây là ý kiến của Rock, và nếu mà Rock sẽ sẵn sàng đóng góp tài chánh, Rock thì không có khả năng khác, nhưng mà nếu mà đóng góp tài chánh mà có thể phổ biến được cái bài này thì Rock sẽ sẵn sàng làm cái việc này. Dạ, xin cảm ơn quý vị, xin trả lời mic cho anh Nam Phong. Vâng, xin cảm ơn anh The Rock, và xin mời giáo sư Nguyễn Văn Canh có thể chia sẻ với những cái ưu tư của anh The Rock, cũng như về cái vấn đề phổ biến cái bản văn này trong các cái dạng ngôn ngữ khác, vân vân. Vâng, xin được kính mời giáo sư ạ. Xin mời anh Nguyễn Nam Phong. Vâng, tôi thấy cái ý kiến của anh bạn là cái điều hết sức quan trọng. Cái quan trọng ưu tiên một đó, người trong nước cần phải biết cái sự thực là cái gì. Vì trong mấy chục năm nay thì chúng tôi cũng có cá nhân cũng như là ủy ban cũng đã có những cái đường dây riêng để đưa vào trong nước. Và chính vì thế mà những tài liệu của tôi đại loại như thế này, trong mấy chục năm nay, có lẽ vào khoảng 50-60
cái bản tuyên bố ngoài những bài viết thì cũng có được đưa vào trong nước để cho nhiều người ở trong nước họ hiểu rõ hơn. Thì cái điều quan trọng là những cái bí mật, những cái gì mà nó giấu được thì Việt Cộng nó luôn luôn nó giấu và mở cái đó ra và công khai hóa cái vấn đề đó là cái điều mà là tử huyệt của Việt Cộng. Cái rất chức quan trọng mà anh bạn vừa mới nêu ra đó thì anh Lạc Việt ở trong cái cơ quan truyền thông phụ trách vấn đề này thì phải cố gắng làm công việc của anh. Còn dĩ nhiên là phần của tôi làm phần vấn đề thứ hai nữa là vấn đề dịch ra tiếng Anh thì có lẽ là cũng nên nhờ một người nào đó thì tôi sẽ edit. Thì tôi bị giờ giấc, tôi bị kẹt nhiều quá đi. Cái việc mà cố gắng tham dự vào quan tốc như thế này, nhất là có những cảm tình đặc biệt với Cha Lợi và Cha Lý, là những người mà đã đóng góp quá mức trong một tình thế rất ngặt nghèo. Thì vì kêu gọi tôi thì tôi cố gắng tôi phải làm công việc đó. Thế thì cái bản dịch cho tiếng Anh thì phải đưa đi nhiều nơi, nhất là các quốc gia trong Hiệp hội Đông Nam Á để cho họ mở mắt họ ra. Thế ngoài ra thì đối với các quốc gia Tây Âu cũng như là Hoa Kỳ họ cần phải biết. Với những người ở Hoa Kỳ thì Quốc hội Hoa Kỳ cũng như là người lãnh đạo của Hoa Kỳ như ông Bush trước hay là Obama hay là các nhiều lãnh đạo trước đây thì có nhiều những tài liệu tôi viết bằng tiếng Anh đã làm công việc đó. Nhất là có hai cái tài liệu hết sức quan trọng là cái Bạch Thư vào năm 2010 đã lên án Trung Cộng xâm lăng với sự tiếp tay của Việt Cộng. Cái bài thư đó có đầy đủ chứng minh cái chủ quyền của chúng ta về phương diện pháp lý cũng như là nhiều tài liệu khác, hình ảnh nữa. Và tài liệu thứ hai mà Tổng hội của cựu tù nhân chính trị hồi đó 92 của Liên Hiệp Quốc, đó là cái phản kháng cái chủ nghĩa bá quyền của Bắc Kinh với lại đồng lõa của Cộng sản Việt Nam. Thì hai cái tài liệu đó bằng chứng anh đã gửi đi và ông Obama có trả lời anh Nguyễn Trung Châu về cái vấn đề mà sách lược của ông ấy như thế nào để đối phó với sự bành trướng của Trung Cộng. Và cái tôi có viết một kế đó, tôi viết một bài liên quan tới là hòa bình Hoa Kỳ và hòa bình an ninh Á Châu, thì nêu rõ hết tất cả những sách lược của Hoa Kỳ như thế nào từ năm 2005, tức là bỏ cái cấm vận nguyên tử cho Ấn Độ bằng một hiệp ước giữa hai quốc gia và hỗ trợ cho Ấn Độ có được kỹ thuật mới của nguyên tử. Bây giờ thì từ đó Ấn Độ sẽ trở thành bạn của Hoa Kỳ và giao cho Ấn Độ cái trách nhiệm gọi là đi về hướng đông đó, chính sách đường đi về hướng đông để mà tham dự vào trong cái việc ngăn chặn bành trướng của Trung Cộng, với lại cái vai trò của Nhật Bản ra làm sao. Thì cũng có những tài liệu đó, là tài liệu đó bằng tiếng Anh cũng đã gửi đi nhiều nơi. Thì riêng cái tài liệu này thì chắc là anh Lạc Việt hay là ủy ban gì đó của các anh kiếm người nào đó dịch dùm đi, rồi thì tôi sẽ edit đâu ra đó, rồi thì gửi đi những đâu, những chỗ nào đó để mà gây tác động cho họ, để cho họ mở mắt. Nhiều cái quốc gia họ mở mắt nó ra và cái nguy này không phải là nguy dân tộc Việt Nam là nguy cả trong cái Đại Trung Hoa. Thì cái Đại Trung Hoa này nó chỉ là một bước thôi,
nó đi thôi, nhưng mà nó tiến xa hơn nữa thì nó muốn rằng như chị Hậu Điền nói năm 2005 đó, lúc là bộ trưởng Bộ Quốc phòng đó, thì nó muốn đánh Mỹ và nó mang cái nguyên tử, mà nó chỉ đánh một cú thì chết hàng triệu người. Và cái quan trọng mà chị Hậu Điền nêu ra đó là dân số của nó là 1.3 tỷ, là cái lúc đó là 2005, thì cái nước Trung Hoa địa lý đó, diện tích đó, nó chỉ chứa được có 500 triệu thôi, chứ còn lại là 800 triệu đi đâu. Thì Hậu Điền trả lời rằng để nước Mỹ còn đất và Úc lại còn đất. Thì ra những cái đó nó không phải là cái điều mà đáng ngạc nhiên, nhưng mà cái cách nó đánh đó thì tôi e rằng những quốc gia Tây Âu cũng như là Hoa Kỳ không để ý tới và coi thường. Mà đó là cái thứ nhất, nó sử dụng một cái võ khí sinh học. Nó nói rằng đáng lẽ nó mua cái tàu hàng không mẫu hạm mà Việt Cộng nó gọi là sân bay đó, và 2 tỷ Mỹ kim của Ukraine, nhưng mà vì cái số tiền nó lớn quá, nó không có mua bằng mua cái hàng không mẫu hạm của Ukraine, mà nó mua mấy cái vỏ tàu mà Ukraine bỏ đi, Nga xô bỏ đi, nó mua tất cả là 4 cái về nó trang bị lấy để nó giành tiền. Cái tiền đó thì chị Hậu Điền nói rằng cái Đặng Tiểu Bình có chỉ thị là cái tiền đó để nghiên cứu và cái kỹ thuật về sinh hóa, sẽ đánh bằng chiến tranh sinh hóa. Nghĩa là như là chúng ta có nghe thấy ăn khác trước kia đó, nó chỉ để vào trong cái bao thơ, cái phong bì, cái chất gì đó, gửi đến nơi nào đó thì là người nào đó bị mở ra là bị hít vào, hay là rồi thì bị bệnh than đó, rồi thì chết. Thì nó tính tới cái chuyện đó là một. Cái thứ hai nữa là có cái phần mềm ở trong đó, trong cái cuộc chiến tranh này, thì cái trường đại học phụ nữ ở Bắc Kinh đó, thì nó huấn luyện những con gái từ 18 tới 22 tuổi, huấn luyện trở thành cho quân đội. Nhưng mà trong đó có cái nghệ thuật làm vợ, và để xuất cảng đi sang Mỹ, sang Âu Châu, hay là đi tất cả các quốc gia mà nó nhắm vào trong đó. Vậy thì chỉ để làm vợ thôi, để rồi sinh con đẻ cái, rồi cái thế hệ tới đó, thì lúc đó là người Tàu nó khắp nơi trên thế giới, khi nó hô lên một tiếng thì chúng dạ có em ở đây, và từ đó nó đánh từ bên trong, nó đánh ra. Thì cái phần này thì có cảnh giác, tôi có cảnh giác một số người có thẩm quyền, nhưng mà họ cũng nghe như vậy thôi, chứ không có nghĩa là họ lưu tâm. Và dĩ nhiên là họ có lưu tâm chăng nữa, họ cũng chẳng làm cái gì được. Thì ở đấy nó làm cái chuyện rất lớn, là Trung Cộng là trở thành trung tâm của vũ trụ, và nó nhiều tiền quá đi thì nó có thể làm được nhiều việc. Thật ra chúng ta ở trong cái giới hạn cần thiết, chúng ta giáo dục được ai, tôi trùng giáo dục ở đây là cái hồi 1975 thì tôi đi kiếm việc, thì có một người bạn của tôi là ông Palapino, là giám đốc viện nghiên cứu Đông Á, ông ấy có gửi tôi sang viện nghiên cứu Hoover để tiếp xúc với mấy người đó để hy vọng có việc gì chăng. Thì hai phó giám đốc của Hoover, và một trong hai người đó là phụ tá của ông Nixon về làm Hoover, thì có khuyến cáo là cái vai trò của ông bây giờ đó là ông đi giáo dục người ta để mà cho người ta hiểu được cái sự việc đó. Thì tôi bảo là tôi xuống đến đất đen rồi, giờ tôi giáo dục ai? Nếu mà hồi xưa ông bảo tôi là trừng luật thì tôi tưởng là tôi ghê gớm lắm, thì tôi dám nói giáo dục. Thì họ nói là không phải giáo dục ở đây, là mình mở mắt cho tất cả những người có làm policy maker, họ biết. Mà policy maker đó là dân biểu, nghị sĩ, và những người trong chính quyền, những người làm truyền thông, những người giáo sư đại học. Ông cứ biết được bao nhiêu, ông cứ viết để phổ biến, để giáo dục, để cho họ biết tức là cái giáo dục đó. Thì ở đấy nó là cái điều mà chúng ta cần phải lưu tâm để suy nghĩ xem chúng ta làm cái gì. Như anh bạn vừa mới rồi nói là làm gì, rồi thì anh Lạc Việt cũng nói là làm gì. Thì đấy nó làm cái điều mà chúng ta cố gắng chúng ta đóng góp vào. Nhất là anh bạn vừa rồi nói là cần phải phổ biến cái tài liệu này cho nhiều người biết. Và nếu mà họ biết được rõ, hiểu rõ được vấn đề này, thì chắc chắn họ sẽ
đồng thanh, tất cả mọi người cùng xúm nhau vào để mà đóng góp vào một cái việc gì nó quan trọng hơn, lớn hơn cho đất nước. Dạ vâng, thưa giáo sư Canh, cháu vừa được biết được là Hồn Nhiên cho biết là Hồn Nhiên muốn phổ biến cái bản tuyên cáo này lên Facebook cũng như là trên YouTube, thì không biết rằng là có sự đồng ý của giáo sư để phổ biến trên hai phương tiện truyền thông như vậy không ạ, thưa giáo sư? Tôi trả lời thưa cậu làm việc đó. Dạ vâng, xin. Tôi muốn về tất cả các anh em làm công việc này. Vì khi mà tôi viết bản tuyên cáo lại để phổ biến, để nhờ các anh chị mà giúp được công việc đó thì tôi mừng quá rồi. Dạ vâng, xin được cảm ơn chú ấy, anh làm việc trở lại. Vâng, xin cảm ơn giáo sư Canh. Trở lại cái vấn đề cụ thể nhất là một trong những cái vấn đề mà Lạc Việt nêu ra và sau đó anh The Rock đáp ứng thêm. Chúng ta cần phổ biến cái văn kiện này, dĩ nhiên bằng tiếng Việt, thì Lạc Việt sẽ bằng mọi cái phương tiện để có thể đăng được ở trong Dân Làm Báo, có thể đăng được ở trong cái tờ tự do. Đây là cái microphone của anh bị đứt dây đó, đứt đoạn một chút xíu. Vậy thì Phong đề nghị với anh là anh restart lại cái computer đi, rồi anh trở lại tiếp tục nha. Trong thời gian chờ đợi thì Phong xin được mời Hồn Nhiên lên, trong khi chúng ta đang chờ đợi anh Lạc Việt. Xin mời Hồn Nhiên ạ. Hello, bên Phong có nghe được Hồn Nhiên không? Dạ, kính chào giáo sư Nguyễn Văn Canh, người mà con rất là mến mộ hàng bao lâu nay. Thưa giáo sư, trong những ngày qua thì chúng ta thấy rằng là không có gì để mà che đậy được nữa, vì cái sự nhu nhược hèn nhát của một cộng sản Việt Nam cùng với cái sự lấn lướt của cộng sản Tàu, thì con nhìn thấy người dân Việt Nam mình cũng chưa có một cái hành động nào quyết liệt để mà phản công hay là đòi cho được cái quyền, cái chủ quyền của đất nước. Thì những cái dữ kiện mà giáo sư đưa ra thì còn hoàn toàn nó có tính cách như là gợi cho người dân Việt Nam một cái ý thức rõ ràng về cái chủ quyền của Việt Nam bị xâm phạm. Thì giáo sư, cái vấn đề là con muốn hỏi là tại sao cộng sản Việt Nam làm như vậy? Đối với cộng sản Bắc Kinh thì như vậy, mà cộng sản mà với người dân Việt Nam thì lại ra tay đàn áp, đánh đập và thậm chí dùng những cái danh từ, dùng những cái hành động rất là côn đồ như vậy, mà người dân Việt Nam mình vẫn không có một cái sự phản ứng quyết liệt để đòi lại cái quyền của đất nước mình, vì chủ quyền của đất nước mình, cũng như không có một cái hành động tích cực hơn nữa trong cái vấn đề lấy lại cái phần đất của mình đã bị cướp đoạt từ tay Tàu Cộng. Đây là cái điều mà con rất là muốn giáo sư lý giải. Và bây giờ chúng ta phải làm gì hơn nữa để cho người dân Việt Nam mình phải có một cái thái độ mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn, thưa giáo sư? Vâng, đó là câu hỏi của con. Xin giáo sư có thể trả lời giùm con ạ. Cảm ơn giáo sư. Lời được chưa đây? Dạ vâng, cháu xin mời chú ạ.
Vâng, chào chị Hồn Nhiên. Hôm nay lại được nghe thấy tiếng của chị. Câu hỏi của chị thì thực ra cái muốn có câu trả lời thì phải có một cái gì nó rất là chi tiết đầy đủ. Tuy nhiên thì cũng có một vài việc chúng ta có thể làm. Thứ nhất là ở trong nước người ta không biết nhiều, thì bây giờ mình làm sao mình phải mở ra, tức là để cho họ biết. Thì tôi, kinh nghiệm của tôi trong mấy chục năm nay thì bài của tôi, những tài liệu của tôi cung cấp cũng giống như thế này này, đưa vào trong nước thì tôi được biết được rằng họ biết thêm được rất nhiều. Thành ra cái mà Bạch Giọt hay anh gì đó, anh Lạc Việt cũng có nêu ra đó, là phải làm sao mà phổ biến thật rộng biết. Thì khi người ta biết được rồi thì lúc đó thì họ sẽ không sợ, cũng như là rất nhiều thanh niên, sinh viên cũng như nhiều người trong nước họ biết được rằng cái Việt Cộng nó hèn tới mức độ không thể tưởng được. Nó làm cái tay sai mà tôi gọi là thái thú thì cũng người cái danh từ còn ca tụng nó, nghĩa là thái thú nó là cái gì, là quan lớn, là ghê gớm lắm. Nhưng mà thật ra nó là những thái thú mà là vào cái loại mà hèn nhát nhất mà tụi Bắc Kinh nó mắng. Ví dụ như là Dương Kiết Trì có cái bản tin vừa rồi nói Dương Kiết Trì sang nó mắng Nguyễn Phú Trọng, nhưng mà bên ngoài thì người ta để không có nói tới cái chi tiết cả. Nhưng mà những cái số thì khác, rất là reliable cho biết rằng nó mắng thằng Nguyễn Phú Trọng nó hèn tới cái mức độ không thể tưởng được rằng có những loại người như vậy. Thì đây nó là cái kết quả trồng người của Hồ Chí Minh cũng như là Phùng Quang Thanh đó, nó tuyên bố ở Shangri-La đó. Và đây là mâu thuẫn trong gia đình thôi chứ còn không lấy gì cả. Nó nghĩa là tôi viết trong bài nó chấp nhận rằng nó bằng cái chỉ đạo, cái ra lệnh của Bắc Kinh cho nó im miệng đi và phải bênh vực Trung Cộng, dù rằng cái đó là nó chiếm cái, nó mang quân sang nó chiếm cái phần lãnh thổ công khai đến như vậy. Thành ra cái quan trọng nhất mà chúng ta phải làm đó là dồn mọi nỗ lực vào để cho trong nước người ta biết. Thanh niên, trí thức ở trong nước nhiều người ta biết, và cần phải cho tất cả mọi người biết. Và biết nó là một cái sức mạnh của chúng ta. Thứ hai nữa là thấy chị Hồn Nhiên có nêu ra là trong nước không có phản ứng gì mạnh đứng lên đó, thì nó có một cái kỹ thuật mà tụi Việt Cộng nó học được của kỹ thuật của Lenin, gọi là kỹ thuật Leninist. Sử dụng tất cả những cái đảng của nó, mà đảng của nó đi vào tận hang cùng ngõ hẻm, các xí nghiệp, các cái ngõ phố, đâu cũng có người của nó hết. Thế thành ra những ai mà đi biểu tình ấy thì nó biết rồi thì nó chỉ dồn nỗ lực vào để nó ngăn chặn người đó, để từ đó nó triệt tiêu tất cả những cái chống đối. Ví dụ như ông Nguyễn Xuân Nghĩa ở Hải Phòng trước đây đó, lúc mà ông ấy đi lên Hà Nội để ông biểu tình chống Tam Sa đó, thì ông phải để đánh lừa tụi nó, rồi ông ra xe đò, ông nhảy lên xe đò. Rồi thì giờ nó thấy rằng ông ấy giả vờ, ông ấy tập thể dục chạy bộ buổi sáng, không thấy ông thì nó ra lệnh cho khám sát xe đò, thì ông ra lại xuống xe đò, ông chạy về. Thì những cái thí dụ đó để chứng tỏ rằng những cái kỹ thuật Leninist nó sử dụng để nó triệt tiêu tất cả cái chống đối, và cái triệt tiêu này đó là theo lệnh của Bắc Kinh. Thì đấy, nó là cái những cái khó khăn của trong nước thì chúng ta cũng phải hiểu cho họ, họ không đứng lên được. Có nhiều việc chúng ta có thể làm được. Tôi lấy thí dụ là vào năm 1989-90 đó, là cái năm mà tụi Liên bang Xô Viết nó viện trợ kinh tế cho Việt Cộng, một cái kế hoạch kinh tế ngũ niên lần thứ tư, từ năm 1986 cho tới 1990.
thì cái ngân sách dự trù viện trợ kinh tế cho Việt Cộng là 14.5 tỷ Mỹ Kim hồi đó, chia đều ra là 2.9 Mỹ Kim mỗi năm. Thì nó giúp cho Việt Cộng cho đến năm 90 thì Liên bang Xô Viết nó gần như là sắp sửa sụp đổ rồi, nó không còn tiền nữa. Thì nó bảo anh Việt Cộng vào năm 1988, lúc đó là Đỗ Mười và một nhóm đi sang họp riêng với nó, thì nó bảo là tôi phải chuẩn bị đi, rồi nó sẽ không có viện trợ, tiếp tục viện trợ cho nữa đâu. Thế thành ra cái bọn này á, thì khi mà nó thấy rằng báo động cho nó không có viện trợ, nó và cũng như theo khuyến cáo của Liên bang Xô Viết á, thì nó lập ra một cái hội gọi là Hội Việt Kiều, mà do Bộ Ngoại giao quản trị, Việt Kiều hải ngoại đó. Để giờ làm gì để nó, cũng mà nó không có tiền vào năm 1990 thì nó sụp đổ rồi. Thì lúc đó người Việt hải ngoại chưa đóng góp gì nhiều tiền, nhưng mà về sau này đó, nó vận động tới cái mức độ là mỗi năm có lên đến 8-9 tỷ Mỹ Kim. Thành như với 8-9 tỷ Mỹ Kim tiền không nữa, như vậy nó ngồi nó bỏ túi nó thì đâu có sợ gì nữa, và nó làm sao nó chết được. Thành ra cái vấn đề mà có một người nào đó có vận động là đừng gửi tiền về Việt Nam thì chuyện đó là đúng. Thì tất cả mọi người chúng ta phải ý thức được rằng dù rằng thân nhân ở Việt Nam đi chăng nữa, đói khổ chăng nữa, thì nếu có viện trợ thì tí để mà cầm hơi, để mà chịu đựng một thời gian đi, chứ còn đừng có viện trợ cái tung tiền vào nhiều quá như vậy. 8-9 tỷ Mỹ Kim mỗi một năm hơn cả những tiền viện trợ của quốc tế chỉ 3-4-5 tỷ, 6 tỷ Mỹ Kim là nhiều thôi. Thành ra nó không có tiền nó sẽ chết. Thì người Việt của mình nuôi nó sống, giúp cho nó mạnh, đó là trách nhiệm của mình. Thành ra những cái việc nhỏ như vậy đó, thành ra chúng ta mỗi người ở trong chúng ta phải suy nghĩ xem mình làm những việc gì về phần mình, mà cái giới hạn mà mình có thể để đóng góp được cho đất nước thì mình phải suy nghĩ mình làm lấy. Thành ra cái câu trả lời cho chị Hồn Nhiên đó thì tôi cũng không có thể nói được toàn thể tất cả các chi tiết để mà giải quyết được vấn đề. Nhưng mà chúng ta có trách nhiệm, mỗi người phải suy nghĩ xem mình hành động cái gì, mình làm những cái gì để mà cứu nước trong lúc này. Và những cái tài liệu khác thì tôi đã phổ biến rằng thực tế đó thì lãnh thổ trên đất liền của chúng ta thì đời hết sức là nguy ngập. Thì nó cái vụ mà rừng đầu nguồn thì tôi cũng viết nhiều bài rồi, là nó Nguyễn Trọng Vĩnh, ông Đồng Sĩ Nguyên cái gì đó nói là 9 tỉnh thì ông chỉ liệt kê tên được có nói là 10 tỉnh, liệt kê được 9 tỉnh. Thực tế đó thì có hồ sơ của tôi là 18 tỉnh, mà toàn những cái chỗ mà đầu nguồn, những chỗ mà mình lập chiến khu để mà mình chống nó, rồi về sau này nó có đô hộ chăng nữa thì nó vào nó chiếm sẵn ở đấy rồi, coi như là một cái khu riêng của nó rồi, không ai được quyền vào. Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên là phụ tá của Võ Văn Kiệt, thủ tướng Võ Văn Kiệt chỉ định để mà đi lo trồng cây khắp nơi đó, mà vào một cái khu ở Quảng Ninh nó cấm, nó không cho vào mà. Thành ra giờ ai vào được? Ông là trung tướng và có cả những quân hầu đầy tớ đi theo hộ tống vào, ông cãi nhau với nó mới cho vào. Thành ra những cái khu đó là những khu nó chiếm hết tất cả. Bây giờ từ đó về sau này mình có đánh nó có đô hộ chẳng nữa, mình cũng không có nơi mà trú thân để mà làm du kích nếu mà mình muốn lập cái căn cứ địa để mà chống nó. Thành ra nó là một cái tình trạng hết sức là nguy hiểm. Vâng, nghe giáo sư trình bày thì chúng ta càng cảm thấy và càng thấy rõ là đất nước chúng ta đã vô cùng nguy kịch rồi. Nhưng mà xét cho cùng thì người hải ngoại của chúng ta nói theo một cái mức độ nào đó cũng khá thờ ơ và cũng khá vô cảm. Khi vô tình yểm trợ cho chúng nó hàng 6 tỷ Mỹ Kim, 8 tỷ Mỹ Kim, 10 tỷ Mỹ Kim bằng bất kỳ hình thức nào, nói thế nào chăng nữa thì chúng ta cũng là đang tiếp tay nuôi sống Việt Cộng. Mà sự tàn ác của chúng nó, sự bán nước của chúng nó đã khủng khiếp như thế rồi, chúng ta không thể không
không thể vô cảm được nữa. Chúng ta phải hy sinh. Hy sinh bằng những cái công việc của chúng ta làm, dù cho nhỏ mọn, nhưng mà phải hy sinh. Chúng ta không còn con đường nào khác hơn đâu. Vâng, xin mời anh The Rock ạ. Ok, ở đây xin cảm ơn Lạc Việt, xin phép được đóng góp thêm một vài ý kiến nữa. Rock cũng vừa hỏi ý kiến anh luật sư Massina, chắc quý vị cũng đã biết luật sư Massina và luật sư Lâm Chính Thọ. Thì luật sư Massina cũng cho phép sẽ giúp Rock. Thì Rock sẽ mời một số vị luật sư khác cùng hợp tác với Rock, mà Rock đã làm chuyện này nhiều lần rồi. Chuyển dịch qua một số bài viết hoặc là văn kiện từ tiếng Việt qua tiếng Anh cho thành một cái dossier, một cái hồ sơ nó chính thức. Thì Rock sẽ làm việc với anh Sina và một số luật sư khác về vấn đề này. Đó là điểm thứ nhất. Cái điểm thứ nhì á, thì Hồng Nhiên á, hy vọng rằng là Hồng Nhiên cùng với lại Khô Môi và anh Nguyễn Nam Phong có thể làm việc với Rock. Thì Rock là làm trong cái lĩnh vực về kỹ thuật, về engineer, về IT. Thì nói về vấn đề mà phổ biến cái bài này đó, thì chúng ta có nhiều cái phương tiện lắm. Một trong những phương tiện là Facebook. Nhưng mà chúng ta phải biết cách và có tổ chức thì nó mới hữu hiệu được. Thì Rock sẽ liên lạc với Hồng Nguyên và anh Khô Môi và Nguyễn Nam Phong, và chúng ta sẽ làm việc một cách tổ chức, làm sao để chúng ta truyền tải cái bài này không những là audio đó, và bài viết, mà Rock sẽ tìm cách để có thể chuyển cái bài này thành một cái video đó, để có thể phân phối và phổ biến cái information này. Đương nhiên là cái bài viết thì nó rất là tốt, nhưng mà quý vị biết là khi mà được nghe và được thấy thì nó có cái tính chất thuyết phục mạnh hơn và nó sẽ nhanh hơn đó. Thì Rock thì đây thấy là đây là cái thời điểm mà chúng ta không thể nào chờ đợi, và đây là một cái cơ hội để chúng ta thực hành cái điều mà chúng ta mong mỏi rất là lâu. Đó. Nếu mà chúng ta bỏ lỡ cái cơ hội này, đó, thì không biết bao lâu chúng ta mới có một cái cơ hội khác để chúng ta đánh thức tỉnh người dân trong nước. Đó. Cho nên là cái thời gian hiện giờ là cái sự cấp bách mà chúng ta phải làm việc, chứ không phải là bây giờ là giáo sư Canh đã làm cái cột trụ viết ra cái bài này rồi, đã cung cấp cho ta cái dữ kiện cần thiết để chúng ta làm cái bước kế tiếp, thì bây giờ chúng ta phải làm đó. Thì Rock nghĩ rằng là những cái điều như là chuyển dịch hoặc là phân phối hoặc là dùng internet vân vân, những chuyện đó là cái chuyện nó tương đối là dễ so sánh với lại viết một cái bài mà nó có những cái chi tiết như vậy. Tại vì muốn viết một cái bài với những cái chi tiết như vậy đó, nó cần có sự siêu tầm và nghiên cứu rất là lâu. Cho nên rất là appreciate công sức của giáo sư. Đó, bây giờ là it's up to us, chúng ta phải tiếp tay, không có chần chờ. Cái điều này là cái điều mà phải rất là rõ ràng, là phải như vậy. Thì Rock đã nói chuyện với anh Messina rồi, thì anh Messina anh cũng trong room này, anh đang đi tàu ngầm, anh đã đồng ý, và Rock cũng có thể mời một số người khác mà Rock đã từng cộng tác để giúp trong vấn đề này. Nhưng mà chúng ta phải có tổ chức làm việc, phải có tổ chức, phải có một cái suy nghĩ, chứ không thể nào mà làm một cách mà cứ làm cho theo cái cảm tính rồi sau đó là chúng ta không biết đường nào mà đi.
Dạ. Thì Rock xin góp ý kiến như vậy. Và quý vị nào mà có ý kiến khác hoặc là muốn giúp cho Rock và anh Messina hoặc là anh Phong, anh Como vân vân, và cứ liên lạc với mấy người đó hoặc là Rock, rồi sau đó chúng ta sẽ có thể làm việc với nhau. Dạ, xin cảm ơn quý vị nha, xin trở lại mic cho anh Lạc Việt. Vâng, xin cảm ơn những ý kiến rất cụ thể của anh The Rock. Chúng ta hiện nay thì không còn đủ thời gian để mà viễn vông nữa, mà bắt đầu đi vào những cái thực tế. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Canh là một cái người từng giảng dạy ở trong cái đại học của Hoover về cái ngành chiến tranh và hòa bình. Thì chắc chắn là giáo sư Nguyễn Văn Canh có quá nhiều kiến thức và thẩm quyền để viết về những cái vấn đề trên Biển Đông như giáo sư đã từng viết. Và cái bản tuyên cáo này là một trong những cái bản khá đúc kết tất cả những vấn đề liên quan đến Biển Đông, và đặc biệt là những cái văn kiện, những cái hội nghị và những cái quyết định giữa hai đảng Cộng sản Trung Cộng và Việt Cộng đã cam kết với nhau để Việt Cộng trở thành một cái tay sai đắc lực, mưu đồ cho Trung Cộng bành trướng thành ra Đại Trung Hoa, và Việt Nam chúng ta là một trong những nước đầu tiên bị xâm lược do bàn tay bắt nước của Đảng Cộng sản Việt Cộng. Vậy thì những cái việc làm rất cụ thể đó, anh The Rock đã liên lạc với luật sư Messina, cũng như sau đó có thể liên lạc với luật sư Lâm Trần Thọ, và cũng sự kêu gọi cái sự hỗ trợ của Hồn Nhiên, của anh Nguyễn Nam Phong, của anh Khô Môi, là những người rất giỏi về cái vấn đề truyền thông đại chúng trên các cái hệ thống internet, sẽ làm cái công việc này. Và cái việc đầu tiên để lấy văn kiện cùng như các hình ảnh á, thì bây giờ thì xin mời anh The Rock cũng như các bạn lưu quan tâm á, xin tạm thời vào trong cái website lacvietnews.com cũng như 8406news.com, và chắc chắn là sẽ có ở trong cái phong trào liên kết dân chủ rất gần. Và những cái văn kiện này thì Lạc Việt sẽ post lên ngay sau cái buổi hội luận này, bởi vì cái bản công bố này được công bố vào hôm nay, Chủ nhật 22 tháng 6 năm 2014, của Ủy ban Bảo vệ sự vẹn toàn lãnh thổ do giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Canh đúc kết lên cái bản công bố này. Vâng, vậy thì mỗi một người một việc, chúng ta cùng bắt tay nhau, và rất là may mắn chúng ta có anh The Rock để là cái người nối kết. Xin anh giữ vững cái tinh thần nối kết để chúng ta có thể hoàn thiện cái bản văn này sang anh ngữ càng sớm càng tốt. Và bây giờ thì xin mời anh Thắng 708. Dạ, kính chào giáo sư và kính chào toàn thể quý diễn đàn. Dạ, thưa giáo sư, qua cái bài nói chuyện của giáo sư thì Thắng 708 có thể hiểu được rằng bây giờ là Trung Cộng thuộc về loại gọi là đại xâm lược, và thứ hai là Việt Cộng đã bán nước cho Trung Cộng, và thứ ba là chúng ta muốn Trung Cộng muốn Cộng sản hay là Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng thưa Trung Cộng ra tòa án quốc tế, và thứ tư là người dân Việt Nam của chúng ta, tức là người quốc nội, thì muốn xuống đường để biểu tình, nhưng càng xuống đường thì lại càng bị công an xé nhỏ và bắt bỏ tù, và đã làm tiêu hao cái những cái lực lượng đấu tranh của người dân. Vậy thì khi mà ví dụ như là Nguyễn Tân Dũng mà có thua Trung Cộng ra trước tòa án quốc tế, thì liệu Trung Cộng nó sẽ đưa ra các cái bằng chứng như là văn kiện về bán nước và những văn kiện và những cái thỏa thuận bán nước là như vậy? Thì đối với thì chúng ta hiểu được một rằng, mặc dù là cái chủ quyền của chúng ta là biết là Trung Cộng nó xâm phạm, nhưng mà trước tòa án quốc tế thì với những cái thỏa hiệp như vậy, những cái thỏa hiệp và cái giá trị giữa Cộng sản Bắc Việt và Trung Cộng, và nếu đưa ra những cái lập luận trước tòa án quốc tế như vậy, thì có phải là tòa án quốc tế sẽ chấp nhận những cái lập luận của Trung Cộng hay không? Và nếu mà chấp nhận được những cái lập luận của Trung Cộng như vậy, thì có nghĩa là Trung Cộng sẽ hợp thức hóa
Việt Nam thành một cái tỉnh lỵ hay là thuộc quyền lãnh thổ của Trung Cộng nữa hay không? Dạ thưa giáo sư, dạ, xin mời giáo sư cho biết ý kiến. Dạ, xin cảm ơn. Tôi nói là tiếng Anh là Việt. Dạ vâng, xin mời giáo sư ạ. Cái câu hỏi chính của anh Thắng vừa rồi đó liên quan tới những cái văn kiện, những tài liệu mà tòa án quốc tế có thể chấp nhận hay không liên quan tới cái chủ quyền của Trung Cộng ở trên quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Thì khi mà anh nói như vậy thì người ta thì luôn luôn nghĩ tới cái văn thư của Phạm Văn Đồng hay là cái công hàm của Phạm Văn Đồng. Thì cái về công hàm của Phạm Văn Đồng đó thì tòa án quốc tế người ta sẽ chấp nhận được không? Thì dĩ nhiên là Trung Cộng nó trong nhiều năm nay, nhất là năm 2050 năm, cái ngày Phạm Văn Đồng ký cái văn thư đó, nó tổ chức một cái buổi tiếp tân rất là Trung Cộng nó gọi là hoành tráng đó, ở tòa đại sứ của Trung Cộng ở Hà Nội đó, nó mời cả các viên chức đảng lớn của Việt Cộng đến để dự, để nó nhắc nhở cho quốc tế, nhắc nhở cho Việt Cộng biết rằng đấy, chúng mày đã có cái văn thư đó rồi thì giờ chúng mày còn cãi cái gì nữa, còn phàn nàn kêu ca cái gì nữa, cũng như là nó thỉnh thoảng nó vẫn cứ nói nhắc đi nhắc lại, nhất là nhân cái vụ mà HD981 đó thì có một cái clip video audio clip của đài phát thanh của Trung Cộng, có cái con nhỏ đó nói rằng cái văn thư đó là cái văn thư bán nước rồi, bây giờ còn kêu ca gì nữa. Thế thì cái tòa án quốc tế có nhìn nhận cái đó không? Thì tôi viết rất nhiều bài và đòi hỏi rất nhiều lần, có lẽ rất là hơn 10 lần cái ủy ban bảo vệ sự an toàn lãnh thổ đó thì đã nói rất nhiều. Riêng từ năm 2011 cho đến đầu năm 2014 thì 4 lần thì tôi cũng đòi là phải đưa ra tòa án quốc tế, và một mặt khác nữa thì cái văn thư của Phạm Văn Đồng phải bỏ nó đi, phải hủy bỏ nó đi, bởi vì nó là chỉ là một cái văn thư hành chánh của một chính quyền nọ viết cho chính quyền kia, và muốn chuyển giao cái lãnh thổ thì phải có ít nhất là một đạo luật, mà đạo luật đó thì phải cái thủ tục phải biểu quyết, cũng như đưa cái đề xuất cái dự luật rồi thì biểu quyết phải đúng cách, rồi khi mà ban hành đó là cũng phải ban hành đúng cách theo cái thủ tục của quốc tế. Thì có nhiều nơi đó thì người ta đòi là phải trưng cầu dân ý, chứ không phải một đạo luật không có giá trị trong việc chuyển cái chuyển giao lãnh thổ. Thì nhiều lần tôi nhắc đi nhắc lại rồi, thì nếu mà anh có cần lấy cái bài đó thì tôi nhớ rằng cha Phạm Xuân Hà ở Đức có xin một cái phan tốc cũng năm rồi thôi. Thì tôi có trình bày rất là chi tiết về cái văn thư của Phạm Văn Đồng, rồi kể cả những bối cảnh về chính trị liên quan tới cái văn thư của Phạm Văn Đồng đó. Thì tóm lại thì nó chả có cái gì, cái giá trị gì cả về phương diện luật pháp, bởi vì muốn chuyển giao một lãnh thổ thì phải có một cái đạo luật, một hiệp ước. Thế thì hiệp ước đó hai bên phải làm đầy đủ những các cái thủ tục, rồi phải có quốc hội phê chuẩn. Đằng này là cái văn thư hành chánh thì nó chả có gì giá trị cả. Thành ra khi mà đưa vấn đề đó ra tòa án quốc tế thì người ta bảo là ủa, cái này là cái chuyện cái nhảm nhí láo lếu, ăn thua cái gì, đâu có phải là bán nước. Đại khái như vậy, nhưng có nhiều cái lý do ở trong đó. Thì tóm lại thì tòa án quốc tế khi mà nêu ra như thế, chắc chắn là Việt Nam của chúng ta chắc chắn sẽ thắng, bởi vì nó nhiều cái yếu tố luật pháp liên quan tới cái văn thư đó. Mình cần thì anh Lạc Việt liên lạc với tôi sẽ gửi cái bài liên quan tới văn thư Phạm Văn Đồng để cho anh Thắng anh ấy biết cái chuyện đó. Thì chắc chắn là mình sẽ thắng về cái vụ này. Thành ra cũng như là Phi Luật Tân nó kiện cái anh Trung Cộng đó, thì như anh Trung Cộng
nói về cái một cái cơ quan của quốc tế hay là gì đó chúng bày các chuyện cái gì tao không có thể nhìn nhận, tao không chấp nhận, thì cái chuyện không chấp nhận là của nó. Nhưng mà có những cái tòa, nó có 2, 3, 4 cái tòa gì đó, 2, 3, 4 tòa thì nếu mà mày không có đi đưa ra ra trình diện, không nộp hồ sơ tất cả các thứ đó, thì người ta sẽ cử một cái đại diện, một luật gia nổi tiếng để thay thế Trung Cộng để mà cãi. Thì chắc chắn là cái thằng Trung Cộng nó sẽ thua đi. Nó có nhiều yếu tố lắm, làm sao mà nó bảo là trời Hoàng Sa Trường Sa của nó được. Nguyên cái cuốn sách của cái bà Sandro ở bên Pháp, đại giáo sư quốc tế công pháp, đại viết, đại nói về cái vấn đề Hoàng Sa không thôi. Thì Hoàng Sa đó là chả ăn thua gì với Trung Cộng cả về phương diện luật pháp, thì chả nói cái gì cả, thì nó chỉ nhận vơ, nó mang cái súng đống này. Mà như vậy đâu có phải là trò chơi của quốc tế, đạo luật pháp quốc tế, nhất nó không có giá trị gì cả. Còn nhất là đối với lại Trường Sa đi chăng nữa thì nó xa quá, thì nó ăn thua gì đấy nó nhảy vô, nó bảo là của nó, nó vẽ bản đồ nó bảo của nó. Thế vậy rồi nó viện dẫn cái văn thư và bản đồ là cái chính đó, thì bây giờ nó bảo cả sách giáo khoa 1974 của Việt Cộng thì cũng bảo rằng đấy Hoàng Sa Trường Sa là một cái dãy đảo để bảo vệ anh Trung Cộng. Thì như vậy là Hoàng Sa Trường Sa là của nó. Thế nó sử dụng sức mạnh như nó bảo như vậy, nó láo như vậy thì đâu có được. Quốc tế ta không bao giờ chấp nhận đâu. Tóm lại đó thì mình có đầy đủ các yếu tố về phương diện địa lý xa hay gần, về phương diện sinh vật học, những con chim, con cá, nó dính liền tới Việt Nam, chứ nó không dính gì tới Trung Cộng. Những thảo mộc học, những cây đó, ở cái Trường Sa và Hoàng Sa đó, là nó dính tới những cây, cái thảo mộc ở Việt Nam. Về phương diện địa lý, thì cái Hoàng Sa đó, cái thềm lục địa của Hoàng Sa đó, nó từ ở dãy Trường Sơn đi xuống, nó liền liền với dãy Trường Sơn, nó ăn thua gì tới Trung Cộng không? Rồi Hải Học Viện Nha Trang họ có làm cái nhờ một cái toán khoa học gia của Pháp sang để xem cái lòng biển của Hoàng Sa, họ khám phá rằng nó có hai cái rãnh rất sâu, hai cái sâu như 2000 mét, nó tách rời lục địa Trung Hoa. Thế thì làm sao mà dính tới anh Trung Cộng được, mà anh bảo là để Hoàng Sa của nó. Thế tóm lại là về phương diện địa lý, về phương diện sinh vật học, về phương diện thảo mộc học, về phương diện tất cả, về phương diện luật pháp, về lịch sử là của mình hết. Nó đâu có cái gì. Thành ra mình không sợ về vấn đề đó. Bây giờ đưa ra tòa án quốc tế chắc chắn là mình thắng. Nhưng mà cái vấn đề tòa án quốc tế đó, nó xử đó, thì nó không có một cái cơ quan công lực để mà thi hành. Tức là nó thằng Trung Cộng mới nhớ thua rồi, nhưng mà nó có bảo dự của nó không chịu, thì không ai làm gì được. Thì cái vấn đề đấy là vấn đề chính, bởi vì không phải là không thể enforce được như là một bản án của quốc nội. Thì nếu mà mày không chịu thi hành thì tao cho cảnh sát đến bắt ra mày theo lệnh của án tòa, nhưng mà quốc tế không có. Nhưng mà ít nhất cái tuyên bố của tôi, cái đoạn số 2 đó, thì tôi nói là đưa nó ra tòa, rồi thì cái đó nó là cái bằng cớ để rồi có hai mục đích. Thì mục đích thứ nhất để kêu gọi quốc tế hỗ trợ thay vì bị cô lập như hiện nay. Tức là có một bản án rồi, chắc chắn là mình sẽ có bản án có lợi cho mình rồi, thì quốc tế sẽ đứng sau mình, thì từ đó mình huy động quốc tế để mà đánh nó. Cái thứ hai nữa là cái phương diện thủ tục luật pháp. Thủ tục luật pháp ở chỗ này có nghĩa là ít nhất là nó có một cái hồ sơ chính thức của tòa án quốc tế nói rằng chúng ta không chấp nhận cái chuyện đó. Nhưng bây giờ mình lặng thinh 100 năm sau nó bảo là nó chiếm như thế rồi thì là của nó rồi còn gì nữa. Thì ít nhất là bây giờ có một cái hồ sơ, có một cái tài liệu, có một cái phán quyết rằng chúng tôi chống cái chuyện đó. Thì ít nhất là có cái bằng cớ
cũng như là bây giờ nó ngay cả đến lưu manh, đến vặt cả những cái bút chì nó cũng bảo rằng Hoàng Sa Trường Sa là của Trung Cộng, thì Olympic nó lấy mấy đồng tiền nhân dân tệ nó đóng, và cái này chỉ sử dụng ở trên Hoàng Sa Trường Sa để nó làm vách co để nó chứng minh 100 năm sau thì có ai biết được rằng Hoàng Sa Trường Sa là cái gì đâu mà đấy nó có in tiền đây này, tất cả những cái việc như vậy đó. Rồi thì passport cũng có Hoàng Sa Trường Sa của nó, rồi tất cả những cái việc đó nó làm là để nó chứng minh nó có chủ quyền của nó trong tương lai. Thật ra cái vấn đề mà đưa cái vấn đề Hoàng Sa Trường Sa ra tòa án quốc tế làm cái quan trọng nhất, là vì mình có đầy đủ bằng cớ về mọi phương diện lịch sử, pháp lý, địa lý vân vân đó, mà tôi có chứng minh rõ là mình có đầy đủ những tất cả những cái yếu tố để mà thắng vụ kiện đó, ít nhất là có cái hồ sơ đó. Thì nhưng mà Nguyễn Tân Dũng thì nó do dự, nó không có làm, nó chỉ tuyên bố là biết đó, cũng nằm ở trong cái bản tuyên bố ở phần thứ hai, cái điểm thứ hai đó. Vâng, xin cảm ơn giáo sư Nguyễn Văn Canh. Nguyễn Tân Dũng tuyên bố là sợ dân Việt Nam biểu tình khó kiểm soát, nhưng mà sau đó thì Nguyễn Tân Dũng cũng lại làm ngơ như bao nhiêu lần khác thôi. Chúng ta không thể nào tin tưởng ở cái Đảng Cộng sản được nếu mà người dân không đứng lên để mà làm cái công chuyện này, mà có thể là sẽ phải rất mau, bởi vì nghe nói là nếu sau 60 năm mà chúng ta không có cái hành xử gì trên quần đảo Hoàng Sa thì đương nhiên là thuộc về Trung Cộng. Không biết là cái điều đó, lát nữa xin giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Cành cho thêm ý kiến về cái trường hợp đó. Và bây giờ chúng ta sẽ còn có hai câu hỏi nữa thôi, bởi vì cái thời lượng giáo sư Nguyễn Văn Cành ở với chúng ta là đến khoảng 9 giờ hoặc quá lắm là hơn 9 giờ một chút. Thành thử chúng ta xin mau mắn còn hai câu hỏi nữa để chúng ta trả lại cái thời gian cho giáo sư Nguyễn Văn Canh, bởi vì giáo sư cũng rất trọng tuổi và cũng nghiên cứu nhiều cái vấn đề, thành thử là cũng không có rất nhiều thời gian để ở lại với chúng ta như chúng ta mong muốn. Thành thử còn hai câu hỏi nữa, xin ngắn gọn. Bây giờ mời áo trắng Thanh Xuân ạ. Quý cô chú bác anh chị ở trong diễn đàn, xin thưa với giáo sư là lúc nãy Xuân có đi radio cho nên nghe tất cả những gì mà giáo sư nói, nhưng mà như có lúc khúc cuối thì Xuân bị miss up cái đó. Nhưng mà lúc mà nghe hình như kêu là Nguyễn Tấn Dũng đưa đơn ra tòa đó, thì đây là ý kiến riêng của Xuân thôi, đây là suy nghĩ riêng của Xuân thôi. Xuân xin thưa, ở trong cái information, cái bản lực trình của chiến sĩ đó, chiến sĩ giáo sư không nên kêu Nguyễn Tấn Dũng, không nên hối thúc Nguyễn Tấn Dũng để đưa đơn ra tòa, tại vì cái trước mắt là Xuân thấy đã thua rồi. Tại vì nếu mà cái công hàm của năm 1958 đó là chính thức, Việt Cộng đã bán nước rồi, đã nhường đất, nhường biển rồi, thì nếu mà ra pháp lý đó thì coi như mình đã thua, Trung Cộng đã thua. Tại vì tuy rằng cái công hàm đó, đất đai đó trước năm 70 á, sau 75 thì Cộng sản mới take over cái thành phố của, take over cái Việt Nam như nữa, nhưng mà cái công hàm đó nó vẫn là legal, nó vẫn cả hợp pháp. Ok, nếu mà đã nói rồi có lẽ là Xuân không nghe, vậy thôi skip cái phần đó. Còn vậy thôi, Xuân không có cái gì hết. Hơn nữa lúc nãy chị Hồng Nhiên có nói cái vụ mà đóng góp cho cái tình hình nó đi, I mean cái post, cái information đó, Xuân chỉ nói với chị là chị Hồng Nhiên nên contact với là Kelly Guy, tại vì tụi em có thể bên đó có thể giúp cho chị một phần. Ok. Cảm ơn áo trắng Thanh Xuân. Về cái công hàm Phạm Văn Đồng, giáo sư đã nói rất rõ, nó vô giá trị về mặt pháp lý, chúng ta đừng lo cái chuyện đó lắm. Và bây giờ xin mời Hồng Nhiên. Vâng, con xin trở lại với giáo sư Canh một lần nữa. Con rất là vui khi cái sự giải đáp một cách thỏa đáng của giáo sư qua những cái câu hỏi của con vừa rồi.
có một cái điều này con cũng xin được chia sẻ với giáo sư, là những cái việc mà giáo sư recommend con, đó có nghĩa là giáo sư đưa ra những cái đề nghị của giáo sư đó, là chúng con đã đang và tiếp tục sẽ làm. Cái vấn đề là cái số người mà tiếp cận với những cái thông tin tự do này đó, nó rất là ít, bởi vì người Việt Nam mình ở trong nước đó, họ có giới hạn khi mà tiếp cận với thế giới xã hội mạng xã hội. Thì cái điều này con cũng đã băn khoăn rất là nhiều với bạn bè con. Vậy thì con hỏi giáo sư, mình có thể làm gì hơn nữa ở đây thưa giáo sư, ngoài cái vấn đề thông tin đại chúng bằng internet, còn cái gì khác nữa thì xin giáo sư có thể đề nghị với con, hoặc là có thể khuyên con phải làm gì hơn nữa. Đây là một vấn đề sinh tử của đất nước, nên con mong giáo sư giúp cho con một vài ý kiến. Con cảm ơn giáo sư. Đại chúng thì mình làm như thế nào thì tùy cái hoàn cảnh. Thí dụ như chúng tôi dính líu tới đảng phái quốc gia thì chúng tôi có những cái hoạt động nó không được công khai, bởi vì công khai như thế thì những người của mình ở trong đó là hết sức nguy hiểm. Thành ra cũng có những cái lối khác để mà làm, nhưng mà cái lối khác đó nó hạn chế hơn là những cái truyền thông đại chúng. Một cái mặt khác nữa là những người mà lui tới Việt Nam thăm gia đình các thứ đó, thì mình cũng làm sao mà tiếp cận với họ để thí dụ như đưa cái bài này cho họ thì về để họ nói ở trong nước. Hiện bây giờ thì có thể nói nó cũng dễ hơn là hồi xưa chẳng hạn, là những người mà đi du lịch hay cái gì đó, là những cái người đó cũng có thể là một cái đường dây đi vào, dù rằng đường dây đó nó hạn chế. Cái vụ này là cái công việc này nó lại công việc hết sức là phải có công phu nhẫn nại để mà làm. Tùy mình, cái sáng kiến của mình, suy nghĩ của mình. Nhớ tôi không trả lời chung chung được hết tất cả, nhưng mà ít nhất là cái truyền thông đại chúng bây giờ đó tương đối dễ hơn, bởi vì cái số lượng computer ở trong nước ấy, người ta có cũng khá nhiều rồi. Thì đấy cũng làm cái lợi điểm để mà mình đưa vào trong nước, dù rằng trong nước tụi chúng nó cái bức tường lửa hay là nó có cả hàng ngàn người được thuê để mà làm công việc ngăn chặn những cái tin tức để chuyển vào đó. Thì cũng có người, tôi biết là có người có tới đến cả hàng mấy ngàn cái email ở trong nước đó, nó họ chuyển vào một cái ào ào, thì ít nhất là cũng có một số được lọt, thì một số người đã biết. Thì như mình bằng mọi cách, ai có được cách gì thì cứ sử dụng cách đó. Bây giờ trở lại cái câu của một anh nào đó nói về 60 năm thì hết hạn cái gì đó, thì bao giờ luật cũng có một cái quy định gọi là cái statute of limitation, cái thời hạn đó. Thí dụ như là một tội hình sự ở trong xảy ra ở trong quốc gia, bất cứ quốc gia nào cũng vậy, thì người ta cũng muốn để cho cái xã hội được hòa hợp và lẫn nhau đó. Những người nào phạm tội hình sự qua một cái thời hạn bao nhiêu năm, 15 năm hay bao nhiêu năm thì không có khởi tố thì thôi, coi như là cái vụ đó quên đi, thì cái thời hạn đó thì luôn luôn nó có. Thì như cái statute of limitation ở trong trường hợp nào cũng có cả. Dạ vâng, xin được cảm ơn giáo sư rất nhiều. Thưa giáo sư, cho phép Phong đặt được câu hỏi cuối cùng ngày hôm nay với giáo sư. Thưa giáo sư, thưa chú, chú có nghĩ rằng là với cái Đại Trung Hoa mà trong bản tuyên cáo của chú có đưa ra, thì chú có nghĩ rằng là cái Đại Trung Hoa và những bước đi của Trung Cộng hiện bây giờ có phải là những cái hình ảnh của Nhật Bản vào năm 1900 vào thời Đệ Nhị Thế Chiến không thưa chú? Hồi xưa thì Nhật Bản có chính sách gọi là Đại Đông Á, và cái Đại Đông Á của họ thì họ cũng có muốn rằng tất cả những cái chính phủ của các quốc gia ở Á Châu đó là tiếp tay với Nhật Bản để mà bành trướng lớn hơn nữa.
Nhưng mà Nhật Bản nó không có kỹ thuật Leninist như là Trung Hoa nó học tập từ Moscow từ hồi xưa đó. Mà cái Leninist như tôi nói đó là cái đi đến mỗi một quốc gia thì nó có cái đảng cộng sản địa phương, mà đảng cộng sản địa phương thì nó tổ chức cái chi bộ xuống cái tận ấp xã, khu phố ngõ ngách, trường học cũng có chi bộ, rồi hãng xưởng cũng có chi bộ, chỗ nào cũng có để nó rình rập. Thành ra tụi chúng nó Trung Cộng nó làm cái nó kỹ hơn, nó kiểm soát thì dân chúng được chặt chẽ hơn là cái Đại Đông Hoa Đông Á của Nhật Bản. Thành ra cái trường hợp của Trung Hoa, của cộng sản Trung, của Trung Cộng đó thì nó nguy hiểm hơn là của Đại Đông Á. Dạ vâng, xin được cảm ơn giáo sư, xin được mời anh Lạc Việt ạ. Xin cảm ơn giáo sư, và có lẽ là một câu hỏi chót mà nó cũng vì nó là khá quan trọng, thành thử ra nó được thêm vào. Là giáo sư nói rất nhiều về cái vấn đề là nên đưa cái vấn đề Trung Cộng xâm lược Biển Đông ra tòa án quốc tế, nó như là một cái dấu mốc, mặc dù có thể là về xét về cái mặt công lực, không có ai có thể đứng ra để mà công lực thi hành cái lệnh đó, nhưng mà dẫu sao nó cũng trở thành ra một cái văn bản chính thức của Liên Hiệp Quốc xác định cái vấn đề Việt Nam thắng hay là Trung Cộng thắng. Nhưng mà như thế thì có nghĩa là ở đây có một anh bạn là anh Thắng á, anh ấy hỏi vậy thì ai có quyền đưa đơn kiện Trung Cộng ra trước tòa án quốc tế ngoài Việt Nam Cộng sản bây giờ. Xin giáo sư chia sẻ cái phần này, và sau đó thì xin giáo sư cho đôi lời đúc kết cho cái buổi hội luận hôm nay ạ. Xin mời giáo sư. Có một cái nguyên tắc luật pháp đó là nếu mà ai có bị thiệt hại quyền lợi thì người đó có tố quyền. Với đây trường hợp Việt Nam bị thiệt hại quyền lợi vì Trung Cộng nó chiếm đất của Việt Nam, chiếm lãnh thổ, lãnh hải của Việt Nam, thì Việt Nam bị thiệt hại, thì Việt Nam có quyền. Thế Việt Nam đây là ai? Việt Nam đây là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, cũng như là nhiều người trước kia có nói với tôi rằng, ấy giờ tôi là chính phủ Việt Nam Cộng hòa, lưu vong đây, hay là tôi là chính phủ này, chính phủ kia. Thì cái chính phủ đó nó không phải là cái một cái đại diện là tập thể là một người mà làm chủ cái đất nước đó. Dù rằng Việt Cộng nó chiếm đất bằng bạo lực, nó chiếm miền Nam, nó chiếm toàn thể nước Việt Nam là bạo lực. Bây giờ nó có một cái chính quyền để đó, nó có danh nghĩa để nó làm. Cái điểm thứ hai nữa là tòa án quốc tế nó là tòa của một cái tổ chức, một cái nhóm. Mà cái nhóm đó là cái quyền của thành viên của nhóm đó được đứng ra mà kiện. Thế như bây giờ mình nói rằng tôi là người tị nạn đây này, tôi là người như thế này hay thế kia, tôi có tập thể đây, tôi có chính phủ đây này, thì mình không phải là những người được quy định để mà thay mặt cho toàn thể quốc dân Việt Nam. Và thứ hai nữa, mình không phải là thành viên của cái tổ chức, của cái nhóm đó, thì mình không có quyền di chuyển. Tóm lại, Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là cái anh phải có trách nhiệm đưa vấn đề đó ra toàn quốc tế. Thành ra cái tuyên bố điểm thứ hai, cái đòi hỏi thứ hai của tôi ở trong cái bản lên tiếng này thì tôi nói thêm thôi chứ không phải là cái chủ điểm trả lời những câu hỏi, là hiện bây giờ thì Việt Cộng nó có đưa một cái văn thư ra bên ra Liên Hiệp Quốc để phủ nhận cái việc mà Trung Cộng xâm chiếm, phủ nhận chủ quyền của Việt Cộng ở Hoàng Sa. Thì cái văn thư đó nó chỉ làm cái chuyện làm chính trị, hay tôi nói là chính trị tuyên truyền thôi. Mà khi mà mang cái đó ra để mà làm chính trị tuyên truyền thì Trung Cộng nó lại khôn lanh hơn, nó lại chuẩn bị kỹ hơn. Nó mang thư Phạm Văn Đồng ra, nó bảo là bây giờ cái bán nước cái này, rồi rằng cái thư đó chẳng có giá trị gì cả, nó là mới giấy lộn thôi. Rồi nó viện dẫn ra cả là
sách giáo khoa nói như vậy, học sinh được học tập là cái Hoàng Sa Trường Sa thành ra một chuỗi đảo để bảo vệ an ninh cho Trung Quốc, đại khái như vậy. Thì cái chuyện đó là chuyện láo léo, nó láo léo như vậy. Thì thằng này nó lại là bậc thầy của Việt Cộng để nó láo léo. Thì anh cái phần kết luận ở đây là anh đưa cái vấn đề đó ra thì chẳng ích lợi gì cả, anh thua nó. Bởi vì nó lại là một cái ủy viên thường trực của Hội đồng Bảo an, nó mạnh hơn, nó nhiều tiền hơn, nhờ nó đi viện trợ tùm lum cả, nó mua chuộc nhiều người khác nữa. Thì đưa cái đó ra không ích lợi gì cả. Vấn đề chính là đưa nó ra tòa án, anh bảo Nguyễn Xuân Dũng bảo đưa tòa án, thì bây giờ này bảo là chờ lúc nào thuận tiện. Thì bây giờ thuận tiện thì tôi có hỏi là thế nào và bao giờ là thuận tiện thì đưa ra, thì ít nhất phải có một cái văn kiện đưa ra như vậy. Thì tối thiểu đó là tôi phản đối cái đó, tôi không nhìn nhận cái đó. Thì dù nó xử hay không xử hay xử thế nào thì chẳng nữa, cũng chứng tỏ rằng tôi không bao giờ tôi chấp nhận cái chủ quyền của anh. Ít nhất là mình phải có cái gì là bằng cớ chứ. Đó là Adopt Limitation. 50 năm sau, 100 năm sau, mà đây anh đâu có nói gì đâu. Giờ tôi chiếm bằng bạo lực bây giờ thì xong rồi, ai thay đổi được nguyên trạng đó thì tôi có nói ở trong cái bản tuyên bố đó rồi. Dạ vâng, xin được mời giáo sư Đức Kết cho cuộc nói chuyện ngày hôm nay ạ. Vâng, thưa cha Lợi, thưa tất cả quý anh chị, thì tôi rất là vui mừng trở lại diễn đàn này. Thì tôi thấy rằng quý anh chị là những người có quan tâm đặc biệt tới tình trạng của đất nước, nhất là những người trong nước. Tôi rất ngợi khen các thanh niên trí thức ở trong nước và những người mà dám đứng lên, can đảm đứng lên để mà đòi Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam, ít nhất là phải nói tiếng nói đó. Và chính vì những cuộc biểu tình vào sau khi mà cái vụ đặt giàn khoan đó làm cho Nguyễn Tấn Dũng phải thay đổi cái vị trí của anh ta. Và anh ta có nói ở hội nghị ASEAN vào ngày 11 tháng 5 rằng cái việc mà Trung Cộng làm như thế đó là cực kỳ nguy hiểm cho an ninh của an toàn lưu thông ở Biển Đông. Thì khi mà tuyên bố như vậy là nó chỉ vào mặt Trung Cộng rồi, thì như vậy thì là cái chuyện này là Trung Cộng không bao giờ tha thứ cho cái tên đó. Thì bây giờ nó phải có cái hành động gì tiếp tục làm công việc ấy. Rồi thì đến họp với Tổng thống Phi ở bên Manila thì nó bảo rằng nó có thể nó cố gắng bảo vệ cái chủ quyền của Việt Nam và dùng mọi phương pháp, kể cả để biện pháp pháp lý. Thì nó không nói thẳng nó đi ra tòa, nhưng mà biện pháp pháp lý là đi ra tòa chứ gì. Thế thì đi ra tòa thì tại sao nó không làm? Như vì vậy tôi bảo là bây giờ thì phải làm đi chứ. Chứ còn bây giờ do dự như thế thì đâu có được nữa. Thì cũng có nói ở trong cái đòi hỏi Việt Cộng phải làm những cái gì đó. Thì đấy là cái điều mà tôi nhấn mạnh. Và tôi hết sức mừng các anh bạn nêu ra rằng cái tài liệu này đã hết sức là đầy đủ. Và chắc chắn là tôi biết là tôi biết đầy đủ, mà cần phải phổ biến cho mọi người ta biết, cho tất cả mọi người, kể cả trí thức lẫn không trí thức, mọi tầng lớp nhân dân, nhất là dồn cái bài này vào trong nước, cũng như là tôi biết bao nhiêu tài liệu của tôi trong suốt mấy chục năm nay cũng đưa vào trong nước rất nhiều, để cho người trong nước người ta hiểu được vấn đề. Người ta hiểu được vấn đề thì vấn đề nó sẽ được giải quyết. Cảm ơn tất cả quý anh chị lắng tai nghe. Lạc Việt xin thay mặt cho diễn đàn yểm trợ khối 8406 và phong trào dân chủ Việt Nam, cũng như diễn đàn phong trào liên kết dân chủ, quý diễn đàn bản link và chương trình hôm nay, các đài phát thanh và các cái website sẽ đưa những cái thông tin của buổi hội luận hôm nay lên cái trang mạng của mình. Xin thay mặt cho tất cả quý bậc trưởng thượng và quý thân hữu trên các diễn đàn,
Một lần nữa xin chân thành cảm ơn giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Canh, cả một một người, cả một đời đã cống hiến cho cái sự hiểu biết cho người dân về cái sự toàn vẹn lãnh thổ. Và giáo sư đã từng dạy giảng dạy ở trong Đại học Hoover của Hoa Kỳ về cái bộ môn chiến tranh và hòa bình. Chắc chắn là sự hiểu biết của giáo sư Canh trong quá khứ nhiều chục năm qua và nguyên những cái cuốn sách mà giáo sư đã viết ra cũng đã giúp rất nhiều cho người Việt hải ngoại cũng như người Việt quốc nội các nơi hiểu về cái tình hình của chúng ta hiện nay ra sao. Và bây giờ thì xin mời tất cả chúng ta cùng tặng những bó bông thật là tươi thắm cho giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Canh, cũng như tặng rất nhiều bó bông cho những người cũng đang cùng một lý tưởng ở trong quốc nội hay là ở ngoài hải ngoại này. Cùng một lý tưởng có nghĩa là tìm kiếm sự hạnh phúc cho toàn dân Việt Nam, tìm kiếm sự độc lập cho Việt Nam, và đặc biệt trong cái độc lập đó có sự toàn vẹn lãnh thổ. Xin tặng bó bông cho tất cả những người đang hy sinh mạng sống vì vấn đề toàn vẹn lãnh thổ, những người đang nằm trong tù, các thanh niên thiếu nữ yêu nước đang nằm trong tù cũng vì chữ toàn vẹn lãnh thổ, đất nước được độc lập. Và xin trong khi chúng ta tặng bông, trong khi chúng ta có những cái lời cảm ơn đến tất cả những người thay mặt chúng ta mà thể hiện lòng yêu nước, thì chúng ta cũng mời tất cả chúng ta cùng giơ tay lên để thể hiện cái quyết tâm của chúng ta trong một cái bài hát quen thuộc, đó là hát cho ngày Sài Gòn quật khởi, có nghĩa là hát cho quê hương Việt Nam chúng ta quật khởi để mau chóng tìm lại được một ngày hội lớn cho dân tộc. Ngày đó người Việt hải ngoại cũng như người trong nước tay bắt mặt mừng hướng về đất nước và tìm được sự toàn vẹn lãnh thổ do chính chúng ta đứng lên để mà tranh đấu. Và chắc chắn sẽ không còn cái kẻ mà cản mũi dùi hiện nay, tức là bọn tay sai bán nước Đảng Cộng sản Việt Cộng. Vâng, xin mời tất cả chúng ta cùng giơ tay lên để thể hiện quyết tâm và tiếp tục tặng những bó bông cho những người đã vì đất nước mà chịu bao nhiêu sự khốn khổ. Với những người con của mẹ Việt Nam, người trong đô thành hoặc đã sống nơi các thôn làng, từ đồng ruộng khô hay yêu tinh từ từng trại giam trên đất quê, từ khắp một vùng vùng trời tận cùng thế giới. Với những người con của mẹ Việt Nam, đi chăm quê người từng nước sống trên đâu thương chàng, chàng từ vùng đông âu đã linh chàng về từng ngã xu bắc kinh, chàng buồn tiếc khó khăn mát lẽ tan tành. Đời đã thiếu gió đời cũ cũ đêm xưa, đất quê hương chạy cùng nhiều kim trên cao, dành tiếng ca người dân dành đất đất nhà đâu. Ơi, sống cơm mưa rồi ngày nay ta tươi ánh mặt trời, em cùng bình minh xin xuống đêm đời Sài Gòn xưa cho cô quen, dẫu những bước chân về tự do không lý, lớp lớp người đi có bạn và quê, đường theo chân cầu gặp nước mắt tung bay đầy chào, nghe chào đàn con ơi chúng ta, nghe chào đàn con yên nước cha. Đời là tiêu gió, đời phú phú điều xưa, đất quê hương chạy cùng đều yên chạy thơ. Đành tiếng nói dân dành đất đất nhà đông, đời đời đã về nơi mới mắc sâu. Hãy nói cùng nhau về một niềm tin, quê hương thân mình quang đất sông lo ấm yên lành. Chiều bàn tay vun nước cha giật trời từ gió muôn sắc hoa, ngàn tiếng hát câu hò rộn ràng trong gió. Muốn nước Việt Nam dần dần chủ động từ đường xó, muốn có nhân quyền và bãi trên khắp cõi đời. Đồng lòng nhịp tim em với anh một cùng toàn dân ta đấu tranh, từ dốc núi đất cánh đến nơi kim thành. Đời là tiêu gió đời phú phú điều xưa, chắc quê hương chạy bằng lửa tiếng tranh đấu, dành tiếng nói dân dành đất đất nhà đông, đời đời
với những người con của mẹ Việt Nam. Ngay trong đô tài nguyên hoặc là sông nơi ca tôn làng, từ đầm sông khói lúc đây còn từng trải giam trên đất quê, từ khắp vòng phương trời tận không thể rơi. Với những người con của mẹ Việt Nam, hãy chăm quê người đừng mất tóc trên đâu tôn tràng. Chàng từ vùng Đông Âu đã tìm chàng về tỉnh Nga số Bắc Kinh. Chàng con được một thằng mát lê tàn tình. Đòi lá tiêu gió, đòi khu đường xưa. Đắp quê hương chạy vùng đầu tiên chân thơ. Dành tiếng mọi người dân, dành đất đất nhà nói. Đòi lời lá về cười gọi bác sơ. Với những người con của mẹ Việt ơi, sau cơn mưa rồi ngày lễ tang tôi ánh mặt trời, em cùng bình minh chúa bóng đêm đời Sài Gòn xưa cho phố quen, dồn những bước chân về tự do công lý, lớp lớp người đi có bà mẹ quê, nương theo chân cầu gạo mắt thương vẫy tay chào, mẹ chào làm con ơi xứ xa, mẹ chào làm con trên đất cha. Đứng trên đồi nước non sơn hà, đòi là tiêu tự do, đòi phú của đường xưa. Các quê hương chạy cùng đưa tiếng trên đâu, dành tiếng mọi dân, dành đất đất nhà non. Nơi nơi đã lên trời ngoài mặt trời, hãy nói cùng nhau về một niềm tin, với gói anh bình toàn nước sông đó thắng yên lành. Chiều bàn tay hôn đất cha giật trời từ gió buông sắc qua, ngàn tiếng hát câu hò rộn ràng trong gió. Một nước Việt Nam vươn lên trường đời tự do, không có nhân quyền và bác ai trên các cõi đời. Cần một nhịp tim em với anh thật cùng toàn dân ta đấu tranh, từ giấc núi ngập tràn đến nơi thiên thành. Lạc Việt một lần nữa xin thay mặt cho diễn đàn yểm trợ khối 806 và phong trào dân chủ Việt Nam, cũng như thay mặt cho Hội đồng Liên kết đấu tranh dân chủ nhân quyền cho Việt Nam, là một tổ chức bảo trợ tinh thần cho buổi hội luận hôm nay. Và chắc chắn là những điều mà chúng ta kết luận, những việc phải làm hôm nay cũng rất là đáng khích lệ. Và một lần nữa xin mời anh The Rock cố gắng để trở thành ra cái sự liên kết để mà chúng ta có thể làm được một số các cái công việc rất là cụ thể, đó là phổ biến cái bản thông cáo này, cái bản cáo trạng này ra tiếng Anh, và tìm cách phổ biến cái phần tiếng Việt vào trong quốc nội cũng như trên các cái hệ thống, mà chắc chắn là trong đó tất cả chúng ta, những ai có khả năng thì xin liên kết với anh Nguyễn Nam Phong, với anh Khô Môi, với Hồn Nhiên, với anh The Rock, để chúng ta có thể làm được cái công tác mà chúng ta vừa mới cam kết trước diễn đàn vừa rồi. Và cái khung nền của cái bản tuyên cáo đó thì ngay sau khi hội luận này thì Lạc Việt sẽ post ở trên www.lacvietnews.com, và chúng ta có thể vào đó truy cập kể cả cái bản tuyên cáo cũng như tất cả những hình ảnh mà giáo sư Nguyễn Văn Canh đã có post ở trong đó. Và bây giờ thì Lạc Việt một lần nữa xin cảm ơn tất cả quý bậc trưởng thượng và quý thân hữu trên diễn đàn phong trào liên kết, cũng như trên các diễn đàn, trên các đài phát thanh, trên các website đã link vào chương trình hội luận hôm nay, và đưa cái nội dung hội luận hôm nay
đi xa hơn nữa trong cái hệ thống internet của mình. Vâng, và bây giờ thì Lạc Việt xin trả lại cái micro cho quý ốc điều hành của diễn đàn Phong Trào Liên Kết Dân Chủ.